chương 974, nuốt giết tiên đế. Là tiên đế có sinh mệnh vĩnh hẳn vô hạn, muốn giết chết bọn họ là khó khăn cỡ nào. Nhưng vào lúc này, làm băng tiên đế lâm vào một tuyệt cảnh chờ đợi người khác dùng phương pháp nào để giết hắn. Địch nhân hắn phải đổi mặt quỷ dị vượt qua trình, tự bình thường, nếu chủ động ra tay công kích sẽ chỉ làm chính mình chết càng nhanh hơn. Trong lòng dương phàm tiếc núi, một kích hội tụ luân hội nhân quá loại phương pháp hữu hiệu mà đơn giản nhất này lại chấm dứt băng thất bại tiên đe chẳng những chướng khống không gian càng có thế tìm hiểu lực lượng thời gian ở một trình độ nhất định khó thế tướng tướng tiên đế đại đế trình tự cao hơn sẽ nắm giữ loại thần uy vô thượng kinh thiên vĩ địa nào thử hỏi thế gian này còn có chuyện gì bọn họ không làm được dương phàm hít sâu một hơi nhìn chầm chầm vào lam băng tiên đế đang hoàn toàn bao tòm trong tuyệt đối băng phong giáp, dường như thật sự đang suy nghĩ nén dụng loại phương pháp nào giết chết hắn. Phương pháp đơn giản nhất là để con chó nhó ra tay. Nhưng đây là trận chiến công bình giữa Dương Phạm cùng Lam Băng Tiên Đế. Hắn càng hy vọng dựa vào lực lượng của mình giết chết Lam Băng Tiên Đế. Bí kỷ tiên hồng đối với Lam Băng Tiên Đế giờ phút này bị thương nặng hết sức suy yếu đồng dạng là một việc rất dễ dàng nhưng loại phương pháp này tương đương với sử dụng lực lượng lĩnh vực của tiên hồng giới trong vùng không gian này. Huống chi, hai người đều thân ở tiên hồng không gian, cho nên điều này không khác gì để con chó nhỏ ra tay. Như vậy, làm thế nào sử dụng lực lượng mình nắm giữ để giết chết tiên đế? Dương Phạm sau khi luân hồi tân sinh khuyết thiếu thực chiến. Đặc biệt là chiến đấu cùng nhân vật đinh cấp, làm thế nào ứng dụng thần thông ảo nghĩa hiện có của tiên hồng quyết vào thực tế chiến đấu, đây là vấn đề hắn phái đối mặt. Loại thứ nhất là luân hồi môn. Tiên đế dù cường đại như thế nào chăng nữa, khi biến thành trẻ con còn có thế không sợ tử vong hay không? Có lẽ loại phương pháp này sẽ gặp phải một chút lực cản, nhưng đối với Lam băng tiên đế suy yếu giờ phút này mà nói, có thể nói là nắm chắc. Dương Phàm càng hy vọng dùng ảo nghĩa của giai đoạn hiện tại để cướp đoạt sinh mệnh của Lam băng tiên đế cướp đoạt thọ nguyên đối với tiên đế mà nói có tác dụng không lớn đứng ở đinh của thất giới sinh mệnh của bọn họ vốn là vĩnh hẳn vô hạn nếu đã như vậy ta liền cướp đoạt linh hồn của ngươi trong mắt dương phàm bắn ra một chùm tia sáng lạnh lẽo trong nháy mắt hắn dung hợp mệnh hạch phù hợp linh hồn trong đại luân hồi toàn lực triển khai phóng thích vào trân thế linh hồn thật cường đại Lam băng tiên đế trong tuyệt đối băng phong giáp cảm thấp tâm thần rung rẩy. Lực lượng linh hồn của Dương Phạm đã không véo hơn so với thời kỳ đinh của hắn. Đây là tích lũy lực lượng linh hồn của hai kiếp. Cho nén nói, Dương Phạm cùng đương về bản chất đã không là cùng một người. Bởi vì sau khi chân chính trải qua một lẫn luân hồi, linh hồn được tẩy luyện tinh thuần, trở về bản chất rồi được dựng dục một lần nữa. Sau khi hai thứ chứa đựng sinh mệnh là linh hồn cùng tháng thế đều thay hình đổi dạng, cũng đã là một sinh linh hoàn toàn mới duy nhất không biến chính là linh hồn tâm ấn còn có trí nhớ kiếp trước vượt qua luân hồi mà tới linh hồn áp bách lớn lao khiến lam băng tiên đế sinh ra nguy cơ chưa từng có nguy cơ chân chính không phải đến từ loại linh hồn áp bách này mà là đến từ lực hấp dẫn kỳ dị ấn chứa trong lực lượng linh hồn đột nhiên hắn cảm giác linh hồn lạnh băng lời kêu gọi trong vô hình đang mạnh mẽ lôi kéo linh hồn của hắn tiên đế Linh hồn của ngươi làm sao có thể thoát được sự chướng khổng cùng ảnh hưởng của ta dưới đại luân hồi bao phủ. Thanh âm lạnh băng của dương phàm từ tầng luân hồi chuyển đến. Linh hồn của Lam băng tiên đe đang dẫn dẫn thoát ly thế xác trong tuyệt vọng. Nếu là thời kỳ đinh có lẽ hắn còn có lực chống cự. Nhưng giờ phút này lại đẩy véo ớt vô lực, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi thực hiện được ý đổ. Tiên đe rít gào một tiếng, trong linh hồn dấp lẻn một ngọn lửa cực lạnh liệu mạng thiêu đốt bán mạng nguyên khí thế chết muốn chống cự đến cùng. Thế chết chống lại. Dương Phàm cảm thấp áp lực không hiểu. Nếu như linh hồn của tiên đe bùng nổ sẽ sinh ra hậu quả cực kỳ đáng sợ. Tâm thần chấn động, Dương Phàm tự nhiên vận chuyển lực lượng uống sinh. Trên cây quần sinh trong không gian mệnh hạch, hơn ngàn phiến sinh mệnh lục diệp đồng loạt lưu chuyển hào quang xanh biếc trong suốt. Lực lượng sinh cơ mạnh mẽ có thể áp bách mọi thức tầng luân hồi truyền đến. Cho đến một khoảnh khắc, một cây cao vài trượng màu xanh ngắt mơ hồ xuất hiện trong thiên địa. Lam Băng Tiên Đế không nhìn thấy sự tồn tại của cây quẩn sinh nhưng hắn có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng sinh cơ vô hình không lộ như trời biên. Ở giữa cây quẩn sinh kia đột nhiên hiện ra một lốc xoáy ngũ sắc vô hình vô chất. Đây chi vẻn vẹn là hiện tượng mà không gian mệnh hạch cùng tầng luân hồi có thể nhìn thấp. Mà ngay sau đó, một lốc xoáy thật lớn xuất hiện ở phía trên thiên địa bổn phía hiện lên những gợn sóng lăn tăng trải khắp không gian, trực tiếp đẩy lui tinh thần ý chí của tiên đế. Linh hồn của Lam băng tiên đế dưới cổ lực lượng tuyệt cường không thể chống cự này nháy mắt bị hút vào trong lốc xoáy thật lớn kia, biến mất không còn tâm tích. Trong không gian mệnh hạch, thả ta ra. Linh hồn của Lam băng tiên đế dãy dụa trên cây quẩn sinh, không ngừng rít gào rống to. Hơn ngàn phiến sinh mệnh lục dịp trên cây quẩn sinh đồng loạt nở rộ hào quang xanh biếc từng cái vòi màu xanh biếc trong suốt trói buộc linh hồn của tiên đe. Linh hồn cùng ý thức của lâm băng tiên đế bị lốc xoáy luân hồi bao phủ. Đang không ngừng tiêu hao rồi trở thành nhạc dân, trong suốt cuối cùng hóa thành những hạt rất nhỏ. Sau khi hấp thu linh hồn của tiên đế, cây quẩn sinh càng thêm sinh cơ bừng bừng, lá cây biến lớn, màu sắc càng xanh biếc, rễ cây mờ rộng, thân cây to hơn, không gian mệnh hạch càng thêm củng cố và mở rộng vài phân thật không nghĩ tới linh hồn của tiên đế lại đại bổ như thế. Khiến cho tu vi của ta đạt tới cực hạn của quân sinh kỳ, thậm chí sắp bước vào điển sinh kỳ. Dương Phàm ngạc nhiên cảm thán không thôi. Trải qua muôn vàng gian khổ giết chết làm băng tiên đế. Thu hoạch cũng không phải là nhỏ. Trà biến hóa của cây quẩn sinh, tất cả tài sản của tiên đe khi còn sống như nhẵn không gian, thứ thân khí, đều thuộc về sở hữu của Dương Phàm. Sau khi hấp thu linh hồn của tiên đế, trên cây quẩn sinh ấn chứa những hạt nhỏ trí nhớ của tiên đế. Những hạt trí nhớ này rất khó hấp thu. Tối đa chỉ có thể nắm bắt một số mảnh nhỏ trí nhớ không thể gạt bó. Mà theo thời gian trôi qua, những mảnh nhỏ trí nhớ này cũng sẽ hóa thành hạt nhỏ nguyên thủy. Dương Phàm mơ hồ cảm thấp sau khi hấp thu những hạt nhỏ trí nhớ này, một số phương diện nào đó của cây quẩn sinh sẽ có sự trưởng thành. Linh hồn, thần thông huyễn ảo của tiên đế cùng với ký ức truyền thừa còn cẩn một đoạn thời gian mới có thể tiêu hóa, điều này sẽ có trợ giúp cho sự trưởng thành của cây quân sinh. Dương Phạm thấp giọng lẩm bẩm. Tâm thần hắn trở về tiên hồng không gian, thế giới vỡ nát kia lại một lần nữa hóa thành đất xanh hoặc là mảnh đất màu sắc hỗn tạp trở về bán chất. Đám người thiên tượng đại sư đều kinh hãi nhìn vào thi thế không còn linh hồn của tiên đế. Mặc dù tiên đe đã chết, nhưng trên thi thế hắn vẫn tràn ngập thần uy không thấy trái nghịch. Nếu tiên nhân bình thường tới gần thi thế của tiên đế có khả năng bị áp bách mà chết, cũng như lúc trước đám người dương phạm đối mặt với thi thê của ma đế ở trên phù không kiều. Chém giết tiên đế, xem ra tu vi thần thông của dương đạo hữu có thế so với huyễn tiên. Lẫn này ngươi trở về thiên giới, chẳng lẽ là muốn gây nên một tràng mua máu gió tanh. Thiên tượng đại sư nhìn dương phạm, thở dài thật dài lúc này lão hoàn toàn đổi xử với dương phàm như một nhân vật cấp bậc tiên đế một tràng mưa máu gió tanh dương phàm nhớ tới ước định trước trận chiến với vô sông hắn tân sinh kiếp này có một số mệnh lớn nhất chính là hoàn thành nguyện vọng của kiếp trước với vô sông sẽ nhưng không phải hiện tại dương phàm xác định không mang theo một tia tâm tình gợn sống khiến tâm thần của thiên tượng rung lên đương nhiên đại sư không cần lo lắng Việc này sẽ không liên lụy đến người nếu người cùng đệ tử muốn rời đi, chỉ cần hạ linh hồn huyết thệ, không được để lộ việc nơi đây. Dương Phàm ngừng một lát. Nói tiếp, đương nhiên, Dương mổ cho các vị một lựa chọn càng tốt hơn. Lựa chọn gì? Thiên tượng đại sư hỏi gấp. Thiên tượng đại sư cùng với các đệ tử cùng ngươi có thể ở lại luân hồi tinh bào sau khi tinh nguyên lô tăng lên cấp bậc thần khí, các vị có thể tự do rời đi. Dương Mộ Tuyệt không làm khó. Dương Phạm hơi mỉm cười. Sau khi thiên tượng đại sư nghe đến hai từ thần khí, ánh mắt không khỏi rung lẻn. Thứ thần khí đã là tác phẩm đinh mà tông sư luyện khí của không gian thất giới có thể đạt tối. Được, lựa chọn thứ hai càng thêm hấp dẫn. Thiên tượng đại sư hít sâu một hơi. Nếu có thể luyện chế thành thần khí đối với tông sư luyện khí mà nói, cho dù chết cũng đáng. Đồng thỏi lão cũng hiểu được, muốn cho tinh nguyên lô này tăng lên cấp bậc thần khi là một quá trình rất đa dòng. Lão sư Nếu thần khí luyện chế thành công, hắn lại giết người diệt khẩu. Một đệ tử không kìm nổi nhắc nhớ. Thiên tượng đại sư mỉm cười, hơi có thâm ý nhìn phía dương phạm, lão phu tin tưởng, người có thể được vô song thản kim chiêu cố tuyệt đối sẽ không lừa gạt chúng ta. Vô song thần kiếm Chúng đệ tử không khỏi kinh hô thất sắc. Vô song thần kiếm, đó chẳng phải là thần kiếm xếp thứ nhất bản thần binh chí tôn thất giới. Kiếm này chinh là thần khí nổi tiếng thất giới, được tôn sung là thần khí công kích đệ nhất vũ nội. Theo truyền thuyết, khí linh trong vô song thần kiếm sinh ra dị biến nào đó. Tự động ngưng tụ ý chí kiếm đạo, gần như đột phá thiết tắc của khí vật, không người có thể khống chế. Thần kiếm này đã không phải là một món đồ. Nó thậm chí có thể khống chế kiếm thế tự chủ công kích năm đó lúc tranh đoạt kiếm này, không biết bao nhiêu tiên đế bị ngã xuống trong trận chiến. Là đệ tử của tông sư luyện khí, bọn họ tận tầng của vô song thần kiếm. Mà lúc này nghe lão sư nói, người trước mắt lại có thể được vô song thần kiếm chiếu cố. Thật sự là khó thế tin nổi. Nên biết, sự cường đại và dị biến của vô song thần kiếm kia đã làm cho không người nào trong thất giới có thể khống chế. Mà lực lượng của bán thế thần kiếm có thể chém giết tiên đế nếu ai có thể trở thành chủ nhân của tháng kiếm. Chẳng phải là vô địch thất giới. Đột nhiên, bọn họ tràn đầy kính nể và sợ hãi đối với Dương Phàm. Luân hồi tinh bảo hoàn thành, chém vết làm băng tiên đế. Rốt cục Dương Phàm diệt trừ được nhân tố nguy cơ không thể khống chế. Tiếp đó, Đặng Thi Giao cùng thiên tượng đại sư dẫn Dương Phạm đi quan sát luân hồi tinh bảo này. Tiến vào tầng tinh hạch cung điện hình trứng, Đặng Thi Giao nói cho Dương Phạm phương pháp khống chế tinh bào. Ổng. Toàn bộ luân hồi tinh bảo phạm vi ngàn trượng bỗng nhiên ninh lên. Chiếu rọi ánh hào quang mỹ lệ. Thiên dực bàn bốn phi cung điện hình trứng đột nhiên biến hình. Gấp lại với phương thức không thể tin tưởng rồi bao bọc cung điện hình trứng. Cả luân hồi tinh bảo biến thành một thiết cầu thật lớn đen thui. Đây là hình thái phòng ngư. Không có lực lượng nào dưới tiên đế có thể tạo thành tổn hại với nó đặng thi dao cười nói sau đó thiên dực bàn lại biến hóa cương giáp màu đen vốn bao bọc cung điện hình trứng lại chia ra làm sáu chiếc cánh dài đến ngàn trượng hô sáu chiếc cánh cứng còi mà đầy dẻo dai giống như cánh côn bằng sau khi vung lên một cái xẹt qua mười mấy vạn dặm thật nhanh dương phàm ngạc nhiên vui mừng vô cùng tiếp đó luân hồi tin bảo lại triển lãm hình thái công kích thiên dực bàn chung quanh cung điện hình trứng lại tạo thành hình thái thành lũy, vươn ra một đám ống thép tối đen. Những vũ khí cấm kỵ nhu diệt tinh pháo đều được bố trí trên thiên dực bàn này. Phong ngự, phi hành, công kích đều có đủ, đây là diệu dụng của thiên dực bàn, nó cũng chiếm cứ một tỷ lệ thê tích to lớn trên luân hỏi tinh bảo. Thiên tượng đại sư cũng cười đề nghị, nếu có thể đẩu nhập kiện thứ thần khí của Lam Băng Tiên Đế vào tinh Nguyễn Lô. Nhất định, có thể làm cho năng lực của cả tinh bảo được tăng lẻn một tầng. Chương 975, Nguyện vọng không thể xóa nhòa. Nếu có thể đưa kiện thứ thần khí của Lam băng tiên đe vào tinh nguyên lọ, có lẽ có thể đế cao năng lực của tinh bảo lên một tầng. Sau khi nghe đề nghị của thiên tượng đại sư, Dương Phạm hết sức động tâm. Hắn hơi trầm ngâm, rồi cười nói, có gì không thế? giai đoạn hiện tại luân hồi bạn mới chân chính là pháp bảo bản mạng thích hợp nhất với hắn, còn lại những tiên khí tiên bảo khác thậm chí là thứ thân khí đều không thể chân chính phù hợp và phát huy ra thuộc tính năng lực của hắn. Trừ những thức đại như vô song thần kiểm mới có thể tạo thành hấp dẫn trí mạng với hắn. Dương tiên quán thật sự nguyện vê. Thiên tượng đại sư cảm thấy khó tin, ngoài ý muốn để nghị này của lão cũng chỉ là tù tiện nói chơi mà thôi. Một kiện thứ thần khí hiếm có thế nào, không ai có quyển lên tiếng so với một tông sư luyện khí như lão. Sau lưng bất kỳ một kiện thứ thần khí nào ở không gian thất giới đều đại biểu vô số tâm huyết, trí tuệ kết tinh của một vị thậm chí là nhiều tông sư luyện khí. Xác suất thành công luyện chế cũng không cao mà còn không tính quá trình thu thập tài liệu dài lâu. Đối với thứ thần khí, cho dù là tiên đế bình thường nhiều nhất cùng chỉ có một hai kiện mà đa phần đều rất quy trọng, rất ít lấy ra sử dụng. Thiên tượng đại sư không nghĩ tới Dương Phạm lại nguyện ý lắp một kiện thứ thần khí ra làm nguyên liệu quăng vào tinh nguyên lô. Nếu có thể làm cho luân hồi tinh bảo càng thêm cường đại và chắc chắn, Dương Mộ vẫn nguyện ý đua ra một kiện thứ thần khí. Dù sao ngày sau tinh bảo này chính là ngôi nhà của chúng ta. Dương Phạm lại cười nói, thái độ rất quả quyết. Ý niệm khẽ động, một thanh băng tinh thần kiếm lóe lên hào quang huyển lệ hàng khí tán ra bốn phi lơ lửng trước mặt hai người. Lực lượng của thứ thần khí ấn chứa một cổ hàng ý tới cực hạn và uy áp đông cứng linh hồn, sự xuất hiện của nó khiến mọi người như lọt vào hố băng, toàn thân lạnh lẽo gần như mất năng lực cử động. Ha ha, không hổ là thứ thần khí, không ngờ tự mang lực lượng lĩnh vực, thứ thần khí công kích thuộc tính hàng này chi sợ không phải nhân vật cấp tiên quân có thế trường khổng. Dương Phạm hơi tán thường nói. Dứt lời, thắng giao kiện thứ thần khí vô chủ này cho Thiên Tượng Đại sư. Thiên Tượng đưa tay khẽ vuốt ve lên hoa văn tinh mỹ tuyết trắng trên băng tinh thần kiếm, tán thưởng không thôi, đây là một kiện thứ tháng khi truyền thù xa xưa, không biết từng là kiệt tác của vị tổng sư luyện khí nào. Đáng tiếc, đáng tiếc a, à, đáng tiếc một tuyệt tác như này sắp phải làm nguyên liệu đưa vào tinh nguyên lô. Nếu thần kiếm này lọt vào tay Tiên Đế thích hợp, sẽ có thể phát huy ra uy lực cực kỳ đáng sợ. Dương Phạm lại cười hờ hững, dường như bó đi một kiện thứ thần khí đối với hắn mà nói cũng chăng đáng là gì cả. Loại hành vi này khiến Thiên Tượng Đại Sư nhíu mày, đây chính là một kiện thứ thần khí, tác phẩm đinh của luyện khí sư thất giới lại bị người này đối xử như thế. Nhưng lão lại nghĩ đến người trước mặt mình được vô song thần kiếm ưu ái, đối phương thật ra có tư cách bó qua một kiện thứ thần khí. Dù sao vô song thần kiếm kia chính là thần khí chân chính thần khí xếp thứ nhất bản thân binh thất giới. Mà theo lão biết, vô song thần kiếm còn không chỉ là thần khí bình thường. Thiên tượng đại sư cất kỹ băng tinh thần kiếm. Sau đó tiếp tục thương nghị cùng đặng thi giao xem nén dung luyện kiện thứ thần khí này như thế nào. Bản thân tinh nguyên lò cùng là một kiện thứ thần khí. Muốn cho nó dung luyện và hấp thu chất liệu cùng lực lượng của kiện thứ thần khí này không phải là việc có thể hoàn thành trong thời gian ngắn sau khi xử lý lam băng tiên đế. Dương Phàm rời tiên hồng không gian, bắt đầu lưu ý chuyện vân tiêu cung. Là đoàn trướng tiên vệ đoàn thứ 9, hắn thường xuyên có sự vụ cần xử lý. Thậm chí một số chuyện trọng yếu còn phải đích thân ra mặt. Hắn một mực chờ đợi tin tức của Dương Mộng Thanh. Ngày thường ngoài việc thôi điển cảnh giới, thu thập tài liệu, Dương Phàm thường xuyên nghĩ đến việc này. Cửu công chúa rốt cục có phải vũ tịch kia mà mình truy tìm hay không? hoặc là nói về u tịch từng buông xuống phạm giới sau khi trở về thượng giới đã xảy ra biến hóa gì. Trong chờ đợi dài đẳng đẳng, nháy mắt một vạn năm trôi qua. Ban hữu duy nhất của Dương Phạm ở Vân Tiêu Cung không ngờ lại là vị du vân tiên đe kia. Tiên đế có được sinh mệnh và thời gian dài lâu vô hạn, đột phá cảnh giới không phải thời gian có thể làm được. Thời gian rảnh quá nhiễu, tiên đế cảm thấy buồn té nhàm chán hơn bất kỳ người nào. Ánh mắt sắc bén của Du Vân Tiên Đế nhận thấy được sự biến hóa trên thản dương phàm. Ngươi không tiếp tục tu luyện luyện thế thuật sao? Du Vân Tiên Đế nói với vẻ thờ ơ. Thay đổi một thân thế. Thân thế mối của Dương Phạm chính là dùng một phiền sinh mệnh lục diệp ngưng kết, mặc dù thê xác này giống Dương Kỳ như đúc nhưng khác biệt chính là dấu vết tu luyện luyện thế thuật. Một thân thế mới tự nhiên không có khả năng lập tức có được 10 vạn năm tu vi luyện thế thuật không cần tu luyện nữa, luyện thế thuật đối với ta mà nói đã không có nhiều ý nghĩa. Dương Phạm thản nhiên nói, dường như không coi người trước mắt là tiên đe chân chính, lãnh đạo trực tiếp của mình. Trên thực tế, thần thông pháp lực ấn chứa trong một phiến sinh mệnh lục diệp đã vượt qua trình, tự tiên quản, sinh mệnh lực càng thêm hùng hậu đồi giàu so với tháng thế trước. Bởi vì thân thế này nguyễn từ sinh mệnh lục diệp, vốn là một thế với cây quần sinh trong không gian mệnh hạch. Hai bên đều có ràng buộc vô hình chỉ cần cây quẩn sinh không bị hủy diệt. Thân thế của Dương Phàm có thể coi là thân thế bất diệt, lực khôi phục càng khung khống với lúc trước, có thể làm được bất tử bất diệt. Có sinh mệnh lực mênh mông như biến làm hậu thuẫn, Dương Phàm rốt cục không cần lo lắng thân thế sẽ dễ dàng bị hủy diệt. Chi mong, biến số, như ngươi sẽ không sinh ra nguy hại đối với vân tiêu cung. Nếu không bàn đế sẽ rất khó xử. Dù vân tiên đe không tiếp tục hỏi việc này, chi hơi thầm ý nhắc nhớ một câu. Dương Phạm hiểu được, Du Vân Tiên Đe nói như vậy rõ ràng là hắn tương đối trân trọng giao tình với mình. Đối xử với mình như ban hữu chân chính. Tuy rằng phát hiện điểm kỳ quái của Dương Phạm, Du Vân Tiên Đế cũng nhắm mắt làm ngơ. Rốt cục vào một ngày, người mà Dương Phạm chờ đợi đã xuất hiện. Cách biệt hơn vạn năm, Dương Mộng Thanh xuất hiện và bí mật gặp mặt Dương Phạm. Theo tin tức xác thực, 100 năm sau Đại Đế sẽ rời Vân Tiêu Cung, đi tới yêu giới xa xôi. Nghe nói muốn luận bàn với đối thủ cũ. Dư mộng thanh mang tới một tin tức đáng mừng. Đây thật là một cơ hội tốt. Dương Phàm kìm lòng không đậu nói. Khó thế đánh giá được thần thông cùng lực lượng của đại đe. Chỉ cẩn hắn còn ở trong nội cung vân tiêu cung. Dương Phàm sẽ khó gặp riêng vũ tịch. Hừ, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, cửu công chúa cũng không đáp ứng gặp mặt ngươi. Dư mộng thanh thình lình nói một câu. Dương Phạm ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới vị cửu công chúa này căn bán không biết mình. Điểm đáng ngờ duy nhất là, lần đầu tiên nàng ta nhìn thấp thất hương ngọc hồn địch liền yêu thích không buông tay. Ha ha, việc này làm phiền ngươi, để ta đưa tặng công chúa một quyển nhạc phổ. Có lẽ nàng sẽ thích. Đến lúc đó, cô phối hợp nói vào một chút. Dương Phạm lấy ra một bản nhạc phổ tinh xảo, thật cẩn thận giao cho Dương Mộng Thanh. Lúc Vân Vũ Tịch tại Hạ Giới thường yêu thích âm nhạc, từng soạn nhạc khúc và cũng tặng cho Dương Phạm mất bản. Được, ta chỉ có thể hết sức thử một lần, nhưng là nắm chắc thành công chi sợ không lớn. Dư Mộng Thanh không ở lại lâu. Vội vàng rồi đi. Kết quả không quá nửa năm, Dư Mộng Thanh lại trả tới, kinh dị vô cùng nói, công chúa yêu thích dị thường bán nhạc phổ này cũng coi như trân bào. Điều này thật là kỳ quái, ánh mắt của cửu công chúa cao cỡ nào vì sao mỗi thứ ngươi tặng đều có thể khiến nàng yêu thích không buông tay? Dư mộng thanh tặc lưỡi kỳ quái. Không biết việc ước hẹn đã an bãi đáng chua. Dương phàm dò hỏi. Mặc dù công chúa hết sức cảm thấy tò mò và hứng thú đối với ngươi, nhưng nàng còn không dễ dàng đi gặp riêng ngươi. Đây là kết quả ta rút ra được sau vài lần nói bóng nói gió. Dư mộng thanh đầy vẻ vui mừng nói. Dù sao công chúa cũng không từ chối, việc này hoàn toàn có hy vọng khiến nàng ta cảm thấp ngạc nhiên vui mừng ngoài ý muốn dương phàm nhíu mày có chút thất vọng lẫn từ biệt này dương phàm lại đưa cho dương mộng thanh một bản nhạc khúc cũng là vũ tịch từng lưu lại chi sau một tháng dương mộng thanh trở lại dương kỳ ngươi sắp thành công công chúa có chút động tâm muốn ra gặp ngươi dương mộng thanh cười túng tim nói lòi chúc mừng giờ khắc này nàng hoàn toàn nhìn Dương Phạm ban cặp mắt khác. Người theo đuổi cửu công chúa giỏi mắt khắp tinh thiên thế giới nhiều biết bao nhiêu. Có thế khiến công chúa ra mặt hẹn gặp, cả thiên giới này dường như chỉ có vị phụ lâm tiên đế có thể xung là hoàng mỹ kia làm được. Sắp thành công. Nói như vậy, cựu công chúa còn không tính gặp mặt một lẫn. Dương Phạm cũng không hài lòng đối với tiến độ này. Trời ạ, à, ngươi lại còn không cảm thấy đủ công chúa rất muốn gặp ngươi nhưng nàng có chút trục trè huống chi với thân phận và địa vị của nàng nhất cử nhất động đều bị nhiều người nhìn vào muốn gặp riêng ngươi cũng hết sức khó khăn nếu việc này xử lý không tốt thậm chí sẽ mang đến họa sát thản cho ngươi dư mộng thanh khó tin nói hết sức bất mãn đối với lòng không biết đủ của dương phàm dù sao chiến tích của hắn giờ phút này đã có thể nói là huy hoàng những tài tuấn tân tú của thiên giới tốn mấy chục vạn năm cũng không tiến triển ban vài vạn năm như dương phàm cô chuyển lời cho cửu công chúa nếu như nàng không muốn gặp mặt trăm năm sau dương Mộ sẽ tự đi qua lấy lại những thứ thuộc về ta dương phàm nói với vẻ hùng hổ bất người dương kỳ Điều này sao được hình tượng ngươi thật vất vả thành lập trong lòng công chúa chẳng lẽ muốn hủy hoại chi trong chốc lát dương mộng thanh thờ phì phì nói xin ngươi nói thêm một câu nữa. Nhạc khúc và sáo ngọc kia đều là nữ nhân dương mồ từng vêu lại. Giọng điệu dương phàm lộ vé không thế hoài nghi. Dư mộng thanh cảm thấy một cổ áp bách không hiểu, tâm thần rung lên. Khoảnh khắc này dường như nàng lọc vào tình trạng mất trưởng khổng đối với linh hồn và sinh mệnh ngày trước. Thật lâu sau. Dư mộng thanh hít sâu một hơi. oán hận nói, đây là ý nguyện của ngươi, vậy ta chán thật chuyên lòi. Dương phàm cười không nói Lần này Dương Mộng Thanh hết sức tức giận rồi đi Trong lòng âm thầm cười lạnh Giỏi mắt khắp thất giới này Còn không có nam nhân nào dám dùng thủ đoạn mạnh mẽ như vậy Để theo đuổi cửu công chúa Ngươi chờ khóc đi Hư hư Nhìn theo nàng rời đi Dương nhắm mắt lại Hít một hơi dài Thời gian cùng kiên nhân của ta đã không đủ nữa rồi Nếu như không thể thành công Cũng chi đành lẹn vào nội cung Tu Vi sắp bước vào điển sinh kỳ Đột nhiên trong đầu hắn sinh ra một điểm báo. Năm đó tại Phạm Giới, ước định cùng vô song ở sâu trong đáy lòng không thể phai nhòa. Ở sâu trong linh hồn gần đây liên tiếp hiện lên những thanh âm. Hôm nay chúng ta đứng ở đinh của nhân giới. Trận chiến cuối cùng này không phải ngươi chết thì là ta vong. Trước trận chiến này, hy vọng có thể đạt thành một ước định cuối cùng với ngươi. Nếu người thua là ta hơ vờ vọng ngươi có thế kế thừa vô thượng kiếm ý cùng tâm nguyện của ta. Dết về thượng giới. Theo ý nguyện của tạ dết về thượng giới. Máu nhuộm trời cao. Bài trừ thiết tắc. Ý chí kiếm đạo ở linh hồn tám ấn mơ hồ rung lên, hình như có dấu hiệu thức tin. Chương 976, Bí tân của Đại Đế, Vô Sông chẳng lẽ ngươi không chờ được nữa, đang thúc giục ta sao? Hay là ngươi bật mãn đổi với hiện trạng của ta, cười nhạo sự vô năng của ta, mười mấy vạn năm qua đi còn chưa hoàn thành ý nguyện của ngươi? Dương Phàm cảm nhận được sự rung động của ý chí kiếm đạo sâu trong linh hồn, thấp giọng lẩm bẩm. Hắn có một loại trực giác tới từ trong linh hồn tâm ấn, ý chí kiếm đạo của vô song đã có xu thế thức tinh. Còn khi nào thì thức tinh Dương Phàm không thể xác định nhưng là thời gian này sẽ không quá lâu. Cũng vì căn cứ vào nguyên nhân này Dương Phạm mới không có thời gian và kiên nhẫn chờ đợi suy tính dùng thủ đoạn mạnh mẽ gặp mặt vũ tịch. Đây là điều mà Dương Mộng Thanh không thể nghĩ đến. Khi ý chí kiếm đạo của vô song thức tinh đậy từ trong giấc ngủ say mà hắn còn không có tiến triển gì. Vậy còn mặt mũi nào mà đi gặp đối thủ trước kia? Mới vài ngày qua đi. Dương Mộng Thanh tìm tới Dương Phạm, nhìn hắn hồi lâu vẻ mặt phức tạp, khổ sáp cười, ngươi thành công. Trong nụ cười của nàng có vài tia tự dễu. Vốn nàng còn cho rằng Dương Phạm sẽ làm hóng chuyện này. Nhưng kết quả cuối cùng hoàn toàn ra ngoài dự đoán của nàng. Sau khi cửu công chú biết được thái độ cứng rắn của Dương Phạm, hết sức lo lắng thậm chí có vài phân hoảng hốt, vội vàng cho nàng tới đây chuyển lòi. Nàng đáp ứng. Dương Phạm cũng không có tâm tình, đi thưởng thức biểu tình của Dương Mộng Thanh đúng vậy cửu công chúa thinh cẩu ngươi hiện tại ngàn vạn lẫn không nên cố xông vào nội cung chờ sau khi đại đế rời đi nàng sẽ đáp ứng dư mộng thanh lộ vẻ cổ quái nói cho tới bây giờ nàng chưa từng nghĩ tối công chúa cao cao tại thượng viên minh châu rực rỡ nhất thiên giới lại khuất phục ý nguyện của một nam nhân được một trăm năm nhưng ta không thấy chờ lâu hơn dương phàm gật đẩu cũng nhắc nhớ dư mộng thanh mặc dù đối với dương phàm mà nói sinh mệnh là vĩnh hẳn vô hạn nhưng khi biết được ý chí kiếm đạo của vô song sắp thức tin hắn cảm thấy áp lực lớn lao từ sau khi luân hồi tân sinh lần đầu tiên dương phàm cảm thấy được thời gian gấp gáp như thế nhưng hắn rất kiên kỵ đối với thực lực của đại đế cho dù còn chưa từng tận mắt thấy hình dáng cùng thực lực bọn họ đầy điếm báo tới từ cảm quan đại luân hồi trong mảnh nhỏ trí nhớ của Lam Băng Tiên Đế có tin tức liên quan đến Đại Đế, tràn ngập kính sợ và ngưỡng mộ vô cùng. Được, ta nhất định sẽ chuyển lời cho công chúa. Dư Mộng Thanh rời đi, cũng không dám có thể một tia bất kính đối với Dương Phạm. Ngay cả chủ nhân của nàng đều không thế không khuất phục ý nguyện của người này, huống chỉ là nàng. Thời gian 100 năm. Dương Phạm nhân cơ hội này toàn lực thôi điển cảnh giới và ý đồ đánh vào điển sinh kỳ. Trong không gian mệnh hạch, cây quẩn sinh bừng bừng sinh cơ. Gốc cây càng ngày càng to khỏe, đã trường thành cao 4 năm trượng. Hơn ngàn phiền sinh mệnh lục dịp trên cây quẩn sinh xanh tươi lớn lánh, sinh mệnh lực ân chứa đã đạt tới một cực hạn. Thần thông pháp lực của mỗi một phiến sinh mệnh lục dịp đều tiếp cận trình, tự tiên đế, ấn chứa sinh mệnh lực vô tận thậm chí vượt qua tiên đe. Thậm chí ngay cả thân thế của Dương Phàm đều là hóa thân luân hồi của sinh mệnh lục dịp. Bê án tôn chán chinh không phải Dương Kỳ cũng không phải Dương Phạm trước kia mà là cây quân sinh khóe mạnh trưởng thành. Ân chứa lốc xoáy luân hôi. Về phần Dương Phạm giờ phút này, nói là phân thân thì có chút miễn cưỡng, có thể hình dung hắn là một bộ phận của bản tôn thì có chút thích hợp hơn. Theo độ cao và trinh tự của cảnh giới, linh hồn và tháng thế lưu lại thiên địa đối với Dương Phạm mà nói càng ngày càng nhỏ bé không đáng kể trí nhớ hai kiếp có khi khiến hắn không rõ mình rốt cục là Dương Phạm hay là Dương Kỳ. Ta chính là ta, cho dù là Dương Phạm hay là Dương Kỳ. Dương Phạm thoát khỏi ma niệm quất nhiễu, rất nhanh kiên định một tín niệm. Một ti tí tín niệm đó kéo dài hai kiếp, ngay cả luân hồi đều không thể xóa nhòa. Mặc dù hai kiếp làm người, nhưng bản chất trong linh hồn sẽ không biến hóa linh hồn tâm ấn cũng là thứ sâu nhất trong linh hồn, chứa đựng tin tức nguyễn thủy nhất cho dù là lực lượng của tiên đế cũng không thấy chôn vùi. Thời gian trăm năm nhoáng cái qua đi. Cây quẩn sinh đã có chút biến hóa. Tỷ như ngẫu nhiên có một phiền sinh mệnh lục dịp rơi xuống đất. Sau khi thối rửa hóa thành phản bón dung nhập không gian mệnh hạch. Trong không gian mệnh hạch, khi tức sinh mệnh ngày càng tăng lên. Sinh sôi nảy nớ một số sinh mệnh như cây cối, vài thứ linh tinh. Tạm thần Dương Phạm dung nhập trong đó, cảm thụ từng biến hóa nhỏ bé nhất. Khi hắn có thể lĩnh ngộ được bản chất của những biến hóa này, có lẽ có thể sáng tạo ra hàng ngàn hàng vạn. Sinh mệnh thật sự là thần kỳ. Có lẽ không lâu nữa ta có thể sáng tạo sinh mệnh. Nhưng đáng tiếc thời gian quá gấp. Dương Phạm tỉnh lại từ trong trạng thái tĩnh tu tìm hiểu. Lúc này hắn đã bước nửa bước vào điển sinh kỳ. Truyền thừa, gieo luân hồi của sinh mệnh được kéo dài và sinh sôi nảy nớp hạn. Chỉ là thời gian trăm năm đã qua. Dương Phạm thở dài một hốt. Tuy rằng không thế tỉnh tu và tìm hiểu hoàn toàn mới nhưng cảnh giới điển sinh kỳ đã bắt đầu khởi động và tự vận chuyển. Hắn cẩn chi vẹn vẹn là thời gian. Mà thời gian đối với hắn lại hết sức gấp gáp. Sau trăm năm, Dương Phàm quá nhiên từ no du vân tiên đế biết được vân tiêu đại đế đã rời đi. Ta có một vấn đề hết sức tò mò, đại đế mạnh cỡ nào? Bộ dạng Dương Phạm rất hứng thú, nhìn như chỉ là tùy tiện hỏi. Đại đế mạnh cỡ nào? Du Vân Tiên Đế đầy vẻ sùng kính. Trong mắt lộ ra vài phản hướng tới. Sau khi trầm tư thật lâu, hắn khẽ thở dài, đại đế mạnh cỡ nào, ngay cả ta cũng không biết. Ngay cả đại đế mạnh cỡ nào đều không biết, vậy sao ngươi kính sợ? Trong lòng Dương Phạm cảm thấp cổ quái. Nhưng là ta biết một điều, ở trước mặt đại đế, ta không có sức phản kháng cũng không có cơ hội ra tay. Du Vân Tiên Đế Trịnh Trọng nói. Không có sức phản kháng. Không có cơ hội ra tay. Dương Phạm không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh. Ngay cả hắn cũng không thể hoàn toàn nhìn thấu thực lực chân chinh của Du Vân Tiên Đế. Nhưng là hắn có thể xác định một điểu, Du Vân Tiên Đế cao hơn Lam Băng Tiên Đế một tầng. Huyền Tiên Tam Trọng, giữa mỗi trọng đều là chênh lệch của một cảnh giới lớn. Nói cách khác, Du Vân Tiên Đế có khả năng mạnh hơn Lam Băng Tiên Đế gấp 10, gấp trăm lần. Đại Đế Bọn họ đứng ở đỉnh cao nhất của thất giới, không gì bọn họ không làm được, cũng xưng là cửu thiên đại la chí toàn tiên. Trừ Thiến và Minh Đế trong truyền thuyết, thế gian không có người nào có thể ngự trị phi trên bọn họ. Trong mắt Du Vân Tiên Đế thậm chí có vài phần thành kính sùng bái trong lòng Dương phàm thảm than, nhưng vẫn không thể đánh giá được đại đế mạnh cỡ nào. Nhưng có thể nói đại đế mạnh nhất thất giới. Về phần thiên đế và minh đế trong truyền thuyết, bọn họ là tiên thiên sinh linh tồn tại từ khi thất giới sơ khai, căn bán không hỏi chuyện thế gian. Tỷ như thiên đế cai quản tam giới, chính là chúa tể cao nhất của vô thượng thiên đình, mỗi mười ức tám ngân vạn năm khi vô thượng thiên đình mở ra mối có thể xuất hiện. Đây chi vẹn vẹn là có thể xuất hiện mà thôi nghe nói thần hồn bản tôn của thiên, minh nhị đế hàng năm không ở tại thất giới. Ngao du mang hoang tô giới không biết có tồn tại hay không, lẫn này đại đế đi yêu giới giao chiến với đối thủ cũ. Du vân tiên đế cười nói, thường xuyển nói ra một ít bí tân của thất giới với Dương Phàm Đối thủ cũ. Dương Phàm đột nhiên cảm thấy hứng thú. Không ngờ đại đế này lại chạ tới yêu giới của hạ tam giới. Yêu giới, không biết hồ phi hiện tại thế nào. Dương Phạm không khỏi nghĩ đến Hồ Phi. Đối thủ của hắn chính là vị mang hoàng danh tiếng lừng lẫy của yêu giới. Hai vị đại đế này từ thật lâu trước kia đã bắt đầu luận bàn tỷ thí. Nghe nói, vì tỷ thí bọn họ không tiết giá nào để tinh thần ý chí buông xuống hạ giới, tìm người phát ngôn tại phạm giới tranh đấu lẫn nhau. Du Vân Tiên Đế lại cười nói. Tinh thần ý chí buông xuống hạ giới. Trong lòng Dương Phạm đột nhiên mấy động, không khỏi nhớ tới hai nhân vật truyền kỳ thượng cổ ở đổng thắng đại lục tiên tần thủy hoàng và bách tộc mang vương trận chiến số mệnh giữa hắn và thiên thu vô ngán lúc trước đã khởi động tinh thần ý chí tàn lưu lại trên tượng đá thượng cô của tiên tán thủy hoàng và bách tộc mang vương hai cổ tinh thần ý chí này kéo dài từ thượng cổ đến bây giờ thành toàn cho dương phàm cùng thiên thu vô ngân hai người xem như là nối tiếp trận chiến giữa hai nhân vật thần thoại thượng cổ cùng bởi vậy mà đạt được kỳ ngộ thông qua trận chiến đinh vượt qua bản thân, dung hợp tinh thần ý chí lưu lại mà không bị hạn chế của chúng. Chẳng lẽ hai nhân vật thần thoại tại phàm giới, tiên tần Thủy Hoàng và bách tộc Mang Vương là người phát ngôn của hai vị đại đe này ở nhân gian? Dương Phàm mơ hồ cám thấp mình đà vạch trân bí ân của hai tượng đá thượng cô ngày trước. Thời gian trăm năm đã qua, đại đế đã rời khỏi vân tiêu cung. Dương Phàm cố đè nén ý niệm lẻn vào nội cung, chờ đợi tin tức của Dương Mộng Thanh chờ khoảng trăm ngày. Rốt cục dư mộng thanh tới. Cửu công chúa nói, ba ngày sau gặp ở hàng yên đàm bên ngoài vân tiêu cung. Như vậy ngươi thoá mãn rồi chứ hả? Dư mộng thanh cười nói. Được, một lời đã định. Tâm tình của Dương Phạm gấp gáp mà chờ mong. Truy tìm nhiều năm như vậy, trải qua một lần luân hồi, giọng nói và hình dáng của vũ tịch đã không khác sâu rõ ràng trong lòng hắn như ngày trước nữa thời gian có thể khiến rất nhiều cảm tin nhạt đi. Huống chỉ là người trải qua luân hồi. Địa vị của vũ tịch trong lòng hắn đã dẫn bị đặng thi giao thay thế. Dù sao hai người trải qua tình yêu khắc cốt minh tâm, thậm chí đã sớm sinh ra tiểu dương thân từ khi ở phạm giới. Nhưng duy nhất có một loại niềm tin chưa bao giờ phai nhòa. Đây cũng chính là nguyên nhân dương không tiếc mọi giá tới tinh thiên thí. Bất kể kết quả cuối cùng là thế nào chỉ cần tâm nguyện cùng hứa hẹn của ta được hoàn thành, chi cẩn ta chưa từng lui nửa bước. Là có thế không oán không hối hận. Trong lòng Dương Phạm thẩm nhũ. Ba ngày sau. Trời còn chưa sáng Dương đã rời Vân Tiêu Cung. Với thân phận tiên vệ đoàn trướng của hắn có thể tùy tiện ra vào Vân Tiêu Cung. Địa điểm ước hẹn, Hàng Yên Đàm. Hàng Yên Đàm ở nơi nào, Dương Phạm ở Vân Tiêu Cung nhiều năm như vậy cũng khá rõ ràng địa hình xung quanh tuy nhiên hàng yên đàm này cũng không phải nơi bình thường gì. Có thể nói là một vùng đất nguy hiểm, tu vi không đạt tới trình tự tiên quân căn bán không thể vào sâu. Bá Thông qua đại luân hồi bao phủ Dương Phạm thi triển thần thông thuấn di Lập tức na di đến hàng yên đàm Khoảng cách ngàn ức dặm chi trong một ý niệm của Dương Phạm Vô hình trung, hắn dần dẫn bước lên tảng lớp đinh của thất giới hàng yên đàm bị một tầng khí lạnh buốt xương như thực chất bao phủ ở trong này thần thức kéo dài bị hạn chế rất lớn tu vi không đủ nếu tự tiện triển khai thần thức thậm chí sẽ bị thương đến linh hồn cảm quan đại luân hội của dương phàm ngược lại không bị ảnh hưởng càng vào sau khi lạnh lại càng khủng bố cuối cùng gần như khiến tháng thế mạnh mẽ của dương phàm cũng cảm thấy lạnh như băng mặc dù hắn không sử dụng pháp lực hộ thế đứng ở nơi sâu nhất hàng yên đàm Dương Phạm nhắm mắt, lẳng lặng chờ đợi. Quá trình quen biết vũ tịch và yêu nhau ở kiếp trước hiện lên trong đầu. Nếu như nói yêu và đến với nhau của hắn và Đặng Thi Giao là nồng nhiệt, khắc cốt minh tâm thì tình yêu với vân vũ tịch lại tự nhiên như nước chảy, bình thản như mây khói. Thời gian chậm rãi trôi qua. Có vẻ dài lâu như thế. Không biết khi nào, một tiếng sáo linh hoạt kỳ ảo quanh quần trong hàng yên đàm mờ mịt. Tiếng sáo mờ mịt lại như âm thanh của tự nhiên toàn bộ hàng đầm lạnh thấu xương phản phất như lâm vào tiên cảnh tự nhiên chim hót hương hoa. Tiếng sáo cũng bừng tin dương phàm đang chìm trong hội ức quá khứ. Một loại kêu gọi thản thiết tự nhiên khiến tim hắn đập nhanh. Nàng đến đây từ lúc nào? Đây là ý niệm đầu tiên trong lòng dương phàm. Chương 977, Mộng ảo cùng chân thật tiếng sáo như tiếng trời cắt ngang hồi ức về kiếp trước của dương phàm đưa mắt nhìn ra ngoài hàng yên đàm trong lòng thám lấp làm kỳ nàng xuất hiện từ khi nào vì sao ta không phát hiện tiếng sáo từ xa đến gần hàng khí của cả hàng yên đàm thấu xương dường như bị giảm đi vài phân nên đón cảnh xuân xanh biếc của thiên nhiên mơ hồ có thể ngửi đến mùi hương cỏ tươi mát tuyệt cảnh hung hiểm hàng yên đàm này phản phất được giao cho cái gì trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó từ mảnh đất tử vong biến thành tiên cành đẹp đẽ Dương Phàm nhìn chăm chú phương xa, như người mất hồn thất thần bất động. Vươn ra một bàn tay, trong tầng cảm quan của hắn phàn phất như chạm đến lá cây cùng cánh hoa từ không trung hạ xuống. Bốn phía của hắn dường như truyền đến tiếng chim hót gió thổi, lá cây xào xạc, nơi này là trong rừng sâu sao. Trong tẩm nhìn, một đám mây xanh biết hào quang bảy màu lượng lờ từ cuối chân trời chậm rãi bay tối. Bóng hình xinh đẹp trên đám mây biết mặc áo váy xanh biết khẽ bay trong gió mơ hồ có thể thấy được chân ngọc trắng ngẩn đế trần dẫm trên mây biết mờ mịt mắt sáng như nước lóe lên như ánh sao khuôn mặt ngọc hoàng mỹ như thiên niên đắp nặng hơi mỉm cười chỉ một cái nhíu mày mỉm cười khiến cây rừng bổn phía nhảy múa phía dưới giường như còn có tiếng suối chảy róc rách đây là một tiên tử tuyệt thế xinh đẹp xuất trần gần gũi với tự nhiên có dung mạo giống vân vũ tịch như đúc ngoài vẻ em vi lệ tự nhiên như ngày trước càng có thể một loại mờ mịt như trong sương mù và khí chất cao quy trong thần vận. Vẻ đẹp như vậy có thể hút hồn bất kỳ nam nhân nào trong nháy mắt, chẳng sợ là một thanh âm cũng có thể làm cho người ta cả đời khó quên. Cảnh vật tự nhiên hoàn mỹ tự nhiên hòa nhập trong lòng, hòa nhập thiên địa. Dương Phàm nhìn vị cửu công chúa có dung mạo giống hệt vân vũ tịch ở trước mắt, trong lòng thở dài thật dài. Khó trách đối phương có thể đến một cách im lìm như thế. Cành vật tự nhiên hoàn mỹ hết thảy đều tự nhiên như vậy, không có gì đột ngột. Huống chi Dương Phàm đang đắm chìm trong hồi ức về kiếp trước. Cái loại cảnh giới đem tự nhiên hòa nhập vào trong lòng, hòa nhập vào thiên địa đã có thể sánh ngang cùng tiên đế. Hai người đứng lơ lửng trong hạng yên đàm. Bốn phía là khí lạnh thấu xương, cũng là tiên cảnh khu rừng có lá và cánh hoa rơi xuống trong ánh xanh biếc lay động. Từng phiến lá màu xanh cùng cánh hoa rơi xuống phát ra tiếng xào xạc rất nhỏ cùng tiếng suối chảy róc trách dưới chân hình thành tiết tấu tuyệt vời nhất. Cửu công chúa thu hồi thất hượng hồn địch, ấy nấy cười, vũ tịch đến chậm, sáo ngọc và nhạc phò của ngươi, ta rất thích. Thanh âm như tiếng trời của nàng cùng với hoàn cảnh tự nhiên bốn phi như vò hình kêu gọi lẫn nhau. Dương Phàm không lên tiếng, chi lặng lặng chăm chú nhìn vào mắt nàng. Phản phất như muôn nhìn xuyên vào tâm hồn. Ca vê thật hắn muốn phân biệt xem cửu công chúa trước mắt rốt cục có phái là vũ tịch của ngày trước, khuôn mặt không chút tì vết của cửu công chúa không hiểu sao đỏ lên đôi mắt sáng né tránh cho tối bây giờ chưa từng có nam nhân nào dám nhìn chằm chằm nàng một cách không kiên nê gì như vậy bởi vì bất kỳ một nam nhân nào sẽ vì khí chất tuyệt mỹ của nàng mà cảm thấp tự xấu hổ nàng hòa nhập tự nhiên vào tâm hồn cũng sẽ không đò mặt bởi vì cái nhìn của bất kỳ nam nhân nào nhưng không biết vì sao nam nhân trước mắt lại mang tới cho nàng một loại cảm giác hết sức thân thiết gần gũi vũ tịch, chẳng lẽ mùi không nhận ra Dương Đại Ca? Dương phàm chăm chú nhìn đôi mắt quen thuộc, thám tình hói. Xin Dương tiên quán tự trọng, người ta chỉ là bèo nước gặp gỡ. Trong lòng cửu công chúa không vui. Tự nhiên mỉm cười nhắc nhở. Chỉ là lần đầu gặp mặt. Dương Phạm Trường khống đại luân hội có thể rõ ràng cảm nhận được tâm tình của cửu công chúa. Đối phương hòa nhập tự nhiên vào tâm hồn, hòa nhập vào thiên địa muốn thăm dò tâm tư và linh hồn dao động khó hơn so với tiên đế bình thường rất nhiều. Dương Phạm hít sâu một hơi. đắn đo một chút mới từ từ nói, vậy xin hỏi công chúa Điện Hạ. Vì sao thích sáo ngọc và nhạc phổ ta tặng cô? Trên ngọc nhang tuyệt thế của cửu công chúa nổi lên một tia mẻ mang, hơi cúi đẩu, đôi mắt đẹp có chút trốn tránh, loại cảm giác ca về quái này ngay cả ta đều không thể nói rõ từ khi thấy hai vật này liền thấp thân thiết phát ra từ nội tâm giống như bị cái gì đó kêu gọi dương phàm nghe vậy chìm vào trầm tư ngắn ngủi đây cũng là nguyên nhân ta tò mò đi ra gặp ngươi cửu công chúa khôi phục khí chất tự nhiên tuyệt trần dũng cảm nhìn thẳng vào mắt dương phàm dường như muốn làm rõ vấn đề gì thân thiết kêu gọi dương phàm thấp giọng lẩm bẩm đang trầm tư rất nhanh bừng tỉnh lại trong lòng đã có phóng đoán Thông qua đại luân hồi bao phủ hắn phát hiện khí tức linh hồn của vũ tịch cực kỳ tương tự với cửu công chúa này, nhưng khí tức của cựu công chúa càng tinh khiết tự nhiên mà lại bao dung cả vũ tịch. Có thể nói về cảm giác này hay không? Dương Phạm phun ra một hơi dài, hai tay chấp sau lưng, ánh mắt sắc bén mà bình tĩnh. Những thứ này dường như đã nhìn thấp ở trong mơ. Cửu công chúa vì làm rõ mê mang trong lòng cũng rất phổi hợp. Chỉ là nói tới đây mặt ngọc hơi úng đỏ. Trong mơ, Dương Phạm chấn động. Điều này khiến cho phòng đoán của hắn lại có vẻ không chính xác. Cô thật không biết ta. Cũng không cám thấp thản thiết. Trong mắt Dương Phạm thần quan lóe sáng, giọng nói của hắn dẫn dẫn có vài phần hùng hô dọa người. Cửu công chúa khẽ nhíu mày liễu, nhìn chăm chú hắn thật lâu. Cuối cùng nói ban giọng trong tréo nhưng lạnh lùng, ngươi là Dương Kỳ tiên vệ đoàn trướng của Vân Tiêu Cung, trước đó ta chưa từng có qua lại gì với ngươi. Nghe vậy, trong lòng Dương Phạm rung lên nhưng ánh mắt bình tĩnh như cũ. Ánh mắt hắn nhìn chầm chầm vào người đẹp tuyệt thế trước mắt. Thẳng hình sinh ra biến ảo và vặn vẹo một cách không rõ. Chi khoảnh khắc, hình thế, bề ngoài, khí chất và thần vận của Dương Phạm đều sinh ra biến hóa ngay sau đó. Một thanh niên nho nhã tuấn lãng mang theo nụ cười ấm áp hiện ra trước mặt cửu công chúa. Ngươi! là ngươi. Cửu công chúa rốt cục thất sắc, nhìn chầm chầm vào nam nhân bất kể là tướng mạo hay khi chất đều có thể nói là hoàng mỹ trước mắt. Vũ tịch, rốt cục mùi nhận ra đại ca. Dương Phạm tươi cười như làn gió nhẹ. Chỉ một bước đi tới trước mặt cửu công chúa, vòng tay ôm nàng một cách rất tự nhiên. Ngươi. Hai gò má cửu công chúa đó ứng. Mặt hiện về lạnh lẽo, âm thanh lạnh lùng, đang đổ tử đồ phóng đảng, sau tiếng nói đầy tức giận, hào quang tự nhiên vô hình bồng bềnh bổn phía đột nhiên hóa thành bông tuyết và gió bão lạnh băng đầy trời. Dương Phạm lập tức trùng mình một cái, tháng thế bị đông cứng. Bá! dáng người tuyệt vời của cửu công chúa kết hợp làm một thế với đám mây biết dưới chân. Ngưng kết ra một đài hoa sen nhiều màu bảo vệ quanh thẳng. Trong lúc nhất thời, bích quang đi trời, hào quang bầy sắc cùng sóng xanh biết bao phủ một vùng thiên địa hoàn toàn ngăn cách với dương phàm. Vì sao dưới tình huống như vậy, mùi cũng không nhận ra ta? Vẻ đau khổ trên mặt dương phàm biểu lộ ra một cách tự nhiên. Giờ này khắc này, hắn không muốn tiếp tục áp chế và giấu giếm tình cảm trong đáy lòng. Xin. Xin lỗi. Vẻ tức giận lạnh lùng trên mặt cửu công chúa tan thành mây khói, hết sức ấy nấy. Một năm nhân xa lạ vô lễ với nàng mà trong lòng nàng lại không có chồng cự và phẫn nộ chân chính. Ngược lại có chút ấy nấy và xin lỗi một cách không tự giác. Ta. Ta nhận ra ngươi. Trong mắt sáng như nước của cửu công chúa ấn hiện ánh lệ và sương mù, kinh ngạc nhìn Dương Phàm Nhận ra ta. Trên mặt Dương Phàm lộ ra vài phần vui sướng. Ta là ai? Dương Phàm nhìn thấy cơ hội chuyển biến. Ngươi là Dương. Dương Phàm. Trong mắt cửu công chúa lóe ra ánh sáng trong suốt, ánh mắt dừng trên mặt Dương Phàm rốt cục không thể rời đi. Đột nhiên nàng phát hiện nam nhân trước mắt lại tháng thiết như thế. Chỉ là Chúng ta quen biết ở trong mơ. Cửu công chúa nhện. Trong mơ. Thản hình dương phạm hoi lắc lư một cái. Chẳng lẽ tin yêu kiếp trước chỉ là trải qua một giấc mơ? Trải qua một lẫn luân hồi, trí nhớ kiếp trước ở trong lòng Dương Phạm tự nhiên không mạnh liệt ban kiếp trước, bình thường có chút mông lung, lúc suy nghĩ kỹ càng thì lại thấy rất tháng thiết. Nhưng là mơ lại khác. Hít sâu một hơi. Dương Phạm tiếp tục hỏi, như vậy ở trong mơ, hai ta có quan hệ gì? Quan hệ. Cửu công chúa hơi cúi đầu, tay ngọc khê nắm chặt nếp váy, có vẻ bẽn lẽn, quan hệ của chúng ta là. Rốt cục là cái gì? Dương Phạm nhìn thẳng nàng, đẩy vẻ khẩn trương. Mà lúc này màu đó ứng khuôn mặt cừu công chúa đã lan tới bên tai, ngượng ngùng tới cực điếm. Dương Phạm cũng bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp thuần khiết của nàng trong khoảnh khắc này. Hắn còn chu kịp đắc ý và cao hứng. Đột nhiên cửu công chúa che mặt lướt đi. Hóa thành một dải sáng màu xanh biết biến mất khói hàng yên đàm. Với tu vi huyền tiên, từ hàng yên đàm đến vân tiêu cung chi trong một ý niệm. Vũ tịch. Dương Phạm không kịp kêu gọi, bóng hình xinh đẹp truy tìm vô số năm đã biến mất. Hai. Hắn không khỏi thở dài, nhưng trong lòng lại có chút nhẹ nhõm. Từ tình huống trước mắt, vị cửu công chúa của Vân Tiêu cung này chính là Vân Vũ Tịch, cũng còn nhớ rõ hắn. Biến hóa duy nhất là ở chỗ trong cảm nhận của vị cửu công chúa này, quá trình từng yêu của hai người chỉ là một giấc mơ. Có lẽ giấc mơ này tương đối rõ ràng, có thể nhớ lại nhưng là trong cảm nhận của nàng, đây cuối cùng cũng là một giấc mơ. Rốt cục là sai lầm ở đâu? Dương Phạm nhắm mắt lại, toàn lực triển khai cảm quan đại luân hồi ý đồ suy tính một phen. Nhưng khi suy tính cảm ứng hắn gặp phải một lực cản cường đại. Xem ra nhất định là có cường giả nghịch thiên nhúng tay. Nếu không không có khả năng ta hoàn toàn không tìm thấy manh mối. Dương Phạm cho ra một kết luận. Trở về Vân Tiểu Cung. Dương Phạm không thế tỉnh tu. Xem ra nếu không thể hiểu rõ việc này, hắn khó thế bình yên tu luyện. Thấy vậy hắn dứt khoát ngừng tu luyện, chỉ cần xử lý hoàn mỹ việc này, trong lòng sẽ không còn vướng bận gì. Mà hắn đã bước một chân vào điển sinh KV, không lúc nào là không tu luyện, chỉ là không thế tỉnh tu tim hiểu. Nếu có thời gian, ta có thể tiếp tục theo đuổi vũ tịch một lẫn, Thế nghiệm cảm giác vui sướng nhân gian khó được này chỉ là hiện tại, thời gian của ta quá gấp gáp. Lúc Dương phàm chân chính tĩnh tâm lại, tâm thần tiến vào nơi sâu trong linh hồn, có thể cảm nhận được ý chí kiếm đạo của vô song trung động. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Ý chí kiếm đạo giống như một quá tim yếu ớt đang khẽ đập. Loại đập này mặc dù nhỏ bé không thể thấy rõ nhưng đã có xu thế dẫn dẫn tăng mạnh. Không quá mấy năm. Dương Phạm chuẩn bị lén vào nội cung đi tìm vũ tịch. Đúng vào một ngày, Dương Mộng Thanh lại tìm tới Dương Phạm, thấp giọng nói, không biết vì sao. Sau lần đó cửu công chúa trở về lại càng thêm mê man, càng ngày cầm sáo ngọc buồn bực không vui. Nàng cho rằng tình yêu của chúng ta chỉ là một giấc mơ. Nhưng mà chúng ta lại có thể gặp mặt trong hiện thực. Dương Phạm nói ngắn gọn. Lại có chuyện kỳ quái như thế. Dương Mộng Thanh cùng ngạc nhiên võ cùng vì sao những chuyện trải qua chân thực lại chỉ là một giấc mơ trong cảm nhận của vũ tịch? Chẳng lẽ là bởi vì đại đế? Trong mắt dương phàm chợt lóe sáng. Chương 978, ám vệ thần bí, nói với nàng rằng ta rất nhớ nàng, đây cũng phải là một giấc mơ. Nếu quả thật là một giấc mà vậy chúng ta cũng từng yêu nhau ở trong mà chăng lẽ không đúng. Dương Phàm bình tâm lại, nhờ Dương Mộng Thanh chuyển lòi. Hiện tại có thể xác định người mà cửu công chúa thích chính là ngươi, chưa từng có một nam nhân nào khiến nàng mong nhớ ngày đêm, nhớ mãi không quên. Dương Mộng Thanh nhìn hắn trịnh trọng nói, nếu là như vậy, con đường ngươi muốn đi sẽ rất gian nan. Dương Phàm hiểu được ý tốt của Dương Mộng Thanh. Trước không nói đến chênh lệch về thân phận giữa Dương Phàm và cựu công chúa, cũng không nói đến đại đế cao cao tại thượng chúa tê tam giới chỉ nói đến những người theo đuôi cửu công chúa người nào không phải hạng tuyệt thế thiên tài theo đuổi cửu công chúa kém nhất là nhân vật cấp tiên đế mà phần nhiều là nhân vật phong vân danh chấn một phương nhìn chầm chầm phương hướng dư mộng thanh biến mất trên mặt dương phạm đầy quyết tâm chắp tay đứng ngạo nghễ lạnh lùng nói không ai có thể ngăn cản bước chân của ta ý chí kiếm đạo khẽ rung động ở nơi sâu trong linh hồn mang đến cho hắn niềm tin vô cùng. Bước tiếp theo hắn chi cẩn bước vào điển sinh kỳ. Dùng tư thế mạnh mẽ nhất quét ngang mọi đối thủ và hoàn thành nguyện vọng của vô song. Đương nhiên đây cũng chi vẹn vẹn là ý tướng của Dương Phàm Sau khi Dương Mộng Thanh trở về, Dương Phàm bắt đầu chờ đợi tin tức. Trong lòng hắn thẩm nhũ nếu trong vòng 10 năm không có tin tức sẽ lén vào nội cung nhất định phải điều tra rõ nguyễn nhân rốt cuộc trên người vũ tịch đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ gặp gỡ yêu nhau kiếp trước thật sự chỉ là một giấc mơ. Ý niệm này vừa hiện lên. Dương Phạm liền cảm thấp buồn cười. Tám năm sau. Du Vân Tiên Đế tìm tối Dương Phạm, vẻ mặt cổ quái, có khả năng chức vị của ngươi sẽ phát sinh một chút thay đổi. Chức vị thay đổi. Dương Phạm thất kinh, không hiểu chút nào những năm gần đợi hắn vẫn một mực điệu thấp, cũng không có biểu hiện gì. Làm sao lại đột nhiên có thay đổi về chức vị? Đây là mệnh lệnh đến từ nội cung. Từ hôm nay trở đi ngươi sẽ bị điểu vào nội cung, tạm thỏi đảm nhiệm phó thống lĩnh AM vệ bộ của nội cung. Sau khi Du Vân Tiên Đế tuyên bổ mệnh lệnh xong, lộ ra vẻ mặt cô quái nhìn phía Dương Phàm. Vì sao lại đột nhiên bị điều vào nội cung? trong lòng Dương Phạm mừng thẳm nhưng ngoài mặt không chút thay đổi. Nội cung không phải là nơi ở của thân thuộc gia quyến của đại đế. Cửu công chúa hay sao? Về phần ám vệ, Dương Phạm cũng có nghe qua. Ám vệ bộ là một tổ chức cực kỳ thần bí của Vân Tiêu Cung, vẫn ấn giấu trong bóng tối. Mỗi một ám vệ đều là cường giả cực kỳ đáng sợ. Nhiệm vụ của bọn họ trừ việc giải quyết một số chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng, còn bao gồm cả việc bảo vệ những người trọng vếu có quan hệ với đại đế. Tóm lại, bọn họ thần bí, cường đại, giấu trong bóng tối. Dương Phàm không nghĩ tới Minh lại đột nhiên bị điểu động vào ám vệ bộ. Ta cũng đang kỳ quái, yêu cầu tiến vào ám vệ bộ cực kỳ hà khắc, thường thường phải trải qua huấn luyện và khảo hạch vô cùng nghiêm khắc, tình huân trực tiếp điêu vào như người hết sức hiếm thấy. Du Vân Tiên Đế càng thêm nghi hoặc khó hiu hơn Dương Phàm. Hơn nữa, ở ám vệ bộ cho dù là phó thống lĩnh bình thường cũng là nhân vật cấp tiên đế đảm nhiệm. Hắn càng nói càng hoang mang. Mệnh lệnh này là ai truyền xuống? Dương Phạm Tháng Nhiên hỏi. Thống lĩnh của ám vệ bộ. Cái tên biến thái. Du Vân Tiên đê rùng mình một cái, nhìn chăm chăm Dương Phạm, chẳng lẽ ngươi biết hắn? Không biết. Dương Phạm lắc đầu, ngược lại tò mò về tên biến thái, theo lời Du Vân Tiên đế ở Vân Tiêu Cung, chỉ có ba người có năng lực này, một người là tiên đế. Một là thống lĩnh ám vệ bộ. Còn có một người chính là vị cửu công chúa kia, cửu công chúa. Trong lòng Dương Phàm khẽ động. Chẳng lẽ là... Lúc đại đế không có mặt, quyền lớn của ngoại cung giao cho phó cung chủ và một số ít người chúng ta. Mà nội cung chỉ có thống lĩnh ám vệ và cửu công chúa. Trong mắt Du Vân Tiên đê lóe tinh quang, Nhìn chăm chăm vào Dương Phạm Dông như đang thẩm vấn phạm nhân. Ngày hôm sau, Dương Phạm bí mật biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Đoàn trướng tiên vệ đoàn thứ 9 được đổi người rất nhanh. Về phần hắn đi nơi nào, tiên vệ đoàn căn bản không có tin tức. Dương Phạm giống như là trống rộng biến mất. Người biết tình huống này đã ít lại càng ít. Trên thực tế hắn đã công khai tiến vào nội cung gia nhập ám vệ bộ. Đón tiếp hắn chính là phó thống lĩnh ám quy. Ám quy là một cái bóng toàn tháng tối đen gần như không có hình thái gì, có thể dung nhập trong thiên địa và biến mất trong bóng đêm. Lần đầu tiên gặp mặt. Khi hắn xuất hiện ở sau lưng, Dương Phàm đã sinh ra cảm ứng. Ám quy nhìn chầm chầm Dương Phàm Hắn chỉ là một cái bóng tối đen, Dương Phàm cảm nhận được hai ánh mắt nhượng lạnh. Người này đáng sợ. Dương Phàm chi cảm thấp áp lực người này mang đến cho hắn cường đại hơn làm băng tiên đế gấp 10 lần ngươi chính là Dương Kỳ. Thanh âm hư vô mờ mịt truyền đến, môi trường chung quanh không có biến hóa gì. Dương Phạm cảm thấp một cổ âm hàng xông thăng vào thân thể và linh hồn. Mặc kệ ngươi thông qua phương pháp nào tiến vào ám vệ bộ. Từ hôm nay trở đi ngươi phải hiểu được, tuyệt đối phục tùng. Ám quy lạnh lùng nói. Tuyệt đối phục tùng. Dương Phạm hơi hít mắt lại, chức vị chúng ta ngang nhau, ngươi có tư cách gì? hắn cũng không sợ nhân vật cấp tiên đế bá một thanh đoán kiếm nhâm đen đặt trên cổ dương phàm cô khi tức âm hạng kia trong phút chốc tràn ngập toàn thân và mạnh liệt hơn vạn lần gần như khiên tháng thế hắn lập tức hóng mất dương phàm có một tia cảm ứng biết hắn muốn ra tay hung không có cơ hội né tránh người uy hiếp ta dương phàm hơi nhướng mày trên mặt cũng không có một tia sợ hãi mà ngược lại cười cười Hắn hết sức rõ ràng ám quy tuyệt đối không dám giết mình, hơn phân nửa là một lẫn ra oai phủ đầu. Ngươi phải hiểu được, cường giả vi tôn. Thanh đoạn kiếm ngâm đen kia khẽ kéo một chút trên cổ Dương Phạm, lập tức xuất hiện một vết máu. Dương Phạm cảm thấp một tia lạnh như băng lan khắp toàn thân. Nhưng là vết máu trên cổ vừa mới hiện ra lập tức khôi phục như cũ. Dường như chưa bao giờ xuất hiện. Ô! ám quy cả kinh thất sắc, thay gian lại có thân thế bất diệt cường đại nhất. Nên biết trong tay hắn không phải là tiên bảo bình thường. Đoạn kiếm màu đen này ấn chứa huyền diệu của cảnh giới huyền tiên cường đại, nơi bị thương tổn sẽ bị duy trì sự phá hoại, miệng vết thương cực khó khép lại, trà khi có dược sư cấp tông sư ra tay. Nhưng là nam nhân trước mắt lại có thể coi nhẹ loại công kích huyền áo này. Vũ khí trong tay ngươi, hình như là một kiện thứ thần khí. Dương Phạm mỉm cười vương đầu ngón tay khẽ vuốt trên lưỡi thanh đoạn kiếm màu đen. Vết máu trên ngón tay hiện ra rồi biến mất ngay lập tức. Ám quy hoi biến sắc, rốt cục hiểu được người trước mắt này có thế tiến vào ám vệ bộ cùng không phải là hạng tẩm thương. Hắn cũng không chú ý tới lúc Dương Phạm nhìn chăm chú vào thanh thứ thần khí trong tay hắn, trong mắt có một tia tham lam. Người này cũng không phải tiên đế bình thường, có thế tiện tay lấy ra thứ thần khí nếu ném vật này vào tinh nguyên lô nhất định có thể khiên luân hôi tinh bảo của ta tăng lên một tầng trong đầu dương phàm nảy ra ý nghĩ nếu đế ám quy biết ý tướng của hắn là muốn coi thứ thần khí của hắn làm tài liệu đế luyện hóa phóng chừng sẽ tức giận học máu đủ rồi một thanh âm hư vô lạnh băng vang lên trong linh hồn của hai người có một loại uy nghiêm cường đại không thể trái ngược chỉ một thoáng hết thảy sự vật quanh thân hai người đều ngừng vận chuyển. Giờ khắc này tim dương phàm ngừng đập, hò hấp cũng ngừng. Hắn không thế động, ngay cả ý niệm động đậy cũng không có. Thời gian đã mất ý nghĩa vào khoảnh khắc này. Khoảnh khắc thanh âm kia vang lên. Trên mặt ám quy lộ ra vẻ sợ hãi, thân thế cứng đờ. Dương Phàm cảm giác dao động linh hồn của mình thậm chí là ý thức đều thông thà tới cực điểm. Chi khi hắn thu hồi tâm thần vào không gian mệnh hạch, linh hồn ý thức mới khôi phục bình thường. Loại cảm giác mọi thứ mất khống chế này Chỉ rằng có hai nhịp thớ liền khôi phục bình thường. Hô, gió. Linh khí bốn phía bắt đầu lưu động. Thình thịch. Tim đập khôi phục bình thường. Hô hấp của hai người đều khôi phục bình thường. Trên trán ám quy đổ mồ hôi lạnh, quỳ xuống đất, ám thiên đại nhân, ta, ta chi cho ngươi truyền lệnh cho hắn. Thanh âm hư vô lạnh băng kia vừa dứt một bàn tay hư vô trống rỗng xuất hiện chọc thủng ngực ám quy không ngờ cái bóng hình thái hư vô của ám quy bị chọc thủng dễ dàng máu tươi đầm đìa sắc mặt tái nhợt toàn thân ninh rẫy phịch thi thế của ám quy té trên mặt đất máu tươi lan tràn cúc thanh âm hư vô lạnh băng nói dạ thi thế của ám quỷ tan rã vào đất dương phàm cũng không thấy rõ hắn đi như thế nào đương xin ám thiên đại nhân phân phó Dương Phạm không kiêu ngạo không xỉm nịnh, cố giữ bình tĩnh. Không tệ. Có thể giữ bình tình trước mặt ta cho dù là bể ngoài thì về mặt tâm lý ngươi đủ để đảm nhiệm chức vị của ám vệ. Thanh âm hư vô lạnh băng kia tán thưởng một cách hiểm thấy. Đại nhân quá khen. Bất kỳ thời điểm nào, bào trì một trái tim bình tĩnh đều có hiệu quả hơn khủng hoảng vô vị. Dương Phạm khôi phục bộ dạng bình thắng. Trong lòng hắn cười thẩm, làm sao ngươi biết cái gọi là cố giữ bình tĩnh đó chính là ta muốn ngươi nhìn thấy. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ toàn quyền phụ trách sự an toàn của Bích Giao Cung, quản lý 20 Ám Vệ. Ngươi phái hưu được tu vi của 20 Ám Vệ này ít nhất là Kim Tiên cửu trọng. Sau khi phân phó, thanh âm vô lạnh băng băng mất. Dương Phạm thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, thực lực của lão đại của Ám Vệ bộ này lại khủng bố như thế. Ở trước mặt hắn. Tiên đế bình thường căn bản không có lực phán kháng, cho dù đến 10 người trăm người đều là trò đùa. Tay cầm một cái ám vệ lệnh màu vàng, thân hình Dương Phàm dung nhập vào hư không. Muốn nói ấn nắp chi đạo, trình độ của Dương Phàm có thể nói là đăng phong tạo cực. Linh hồn khí tức đều dung nhập vào hệ thống đại luân hồi, lại phối hợp với thần thông ấn nắp thông triệt thiên địa, nếu tiên đế không chú ý sẽ không thể dễ dàng phát hiện hắn. Tiến vào ám vệ bộ làm phó thống lĩnh, Dương Phạm tự nhiên có bản đồ nội cung, đồng thời ghi nhớ trong đầu. Trong nội cung có cấm chế đặc thù hạn chế, không thế thuẫn di. Ngay cả tiên đế cũng không làm được, chỉ có thể thông qua phi hành, hơn nữa ngay cả phi hành cũng bị hạn chế nhất định. Dương Phạm cảm giác dường như nơi đây không thể hạn chế được thần thông thuấn di dựa vào đại luân hội của mình. Nhưng hắn lại không muốn bại lộ thần thông thực lực của mình, đây hoàn toàn là một con bài chưa lật. Yên lặng tìm hành nửa ngày rốt cục Dương Phạm sắp đi tới nơi cần đến. Thông qua ám vệ lệnh, hắn lắp được liên hệ với 20 ám vệ trong ngoại bích giao cung. Thậm chí có thể thông qua ám vệ lệnh trong tay bọn họ. Cảm giác được tình huống cụ thế bên kia. Vũ tịch, hiện tại mùi điểu ta đến bích giao cung là vì cớ gì? Nhìn chầm chầm vào một phương hướng. Dương Phạm ni non. Đúng vào lúc này, trong cảm quan hiện lên một bích lạc tiên cành khiến hắn thất thần. chương 979, Bích Giao Cung. Trong cảm quan, một vùng tiên cánh sương mù lượn lờ. Từng phiền lá xanh biết bay đầy trời. Mỗi một phiến lá chừng mấp trượng đến mấp trăm trượng, cái thì trôi nôi cái thì lơ lửng trên mặt ao xanh biếc, từng dải sáng mờ bảy màu chiếu rọi mỗi một phiến lá xanh lóe ra từng gợn sóng trong suốt, làm nôi bậc phủ đệ tiên gia như ngọc bích tinh thần ở trung tâm của bích lạc tiên cảnh này. Tiên quan mông lung, màu xanh biếc dịu dàng, phủ đệ như ngọc bích, lá xa rí đẩy trời, ánh sáng bảy màu tự nhiên chiếu rọi hết thảy cảnh vật và chi tiết tạo thành một khung cảnh tự nhiên tuyệt vời nhất thế gian. Đó chính là bích giao cung. Dương Phạm thất thần hồi lâu mới nói, còn đẹp hơn trong lời đồn, chủ nhân của nơi này thật là con cưng của trời. Đây là một tỏa cung điện phủ đệ lơ lửng trong giao tri tiên cảnh ở vùng bích lạc thiên địa này có thế sở hữu đồng phủ hoàng mỹ nhất thiên giới này có thể thấy được sự sủng ái của đại đế đối với cửu công chúa có dùng nâng niu như hòn ngọc trên tay cùng không đủ đế hình dung. Đồng thời nữ nhân sống trong phủ đệ hoàng mỹ nhất này ở trong lòng của vô số nam nhân thất giới tự nhiên cũng là tiên tử mỹ lệ nhất thiên giới. Chăm chú nhìn phủ đệ này, lần đầu tiên Dương Phạm sinh ra cảm giác tự ti từ khi luân hôi tân sinh. Nhưng là cảm giác này tan biến thành mây khói trong nháy mắt sau khi mệnh hạch thông suốt đại luân hồi thì thời gian sinh mệnh đã mất ý nghĩa đối với dương phàm hai kiếp làm người vượt qua sinh tử nắm giữ luân hồi hắn đã đứng ở một trình tự huyền diệu nhìn như tùy ý nhưng kỳ thật là dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống cả thế giới này loại ý nghĩ này theo lý thuyết khẳng định không thể tồn tại trong lòng hắn nhưng là khi ngắm nhìn bích dao cung tự nhiên hoàng mỹ nhất kia trong nháy mắt Dương Phạm sinh ra ý nghĩ này, mặc dù vô cùng ngắn ngủi cũng không thể ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn. Loại ý nghĩ này không thể dao động tâm cảnh của hắn mà vô hình trung khiến áp lực trong lòng hắn tăng lên vài lần. Hắn không khỏi tự giễu cười, rõ ràng có được sinh mệnh vĩnh hẳn vô tận, vì sao ta lại cảm nhận được gấp gáp cùng áp lực như thế. Hắn chậm rãi tiến vào bích lạc thiên địa, khẽ dẫm lẹn lớp lá xanh biếc trong giao trì tiên cảnh, đột nhiên phát hiện mỗi một phiền lá xanh nơi này đều ấn chứa một chút linh tính. Thậm chí hắn có thể cảm nhận được dao động sinh mệnh ấn chứa trong mỗi phiến lá xanh này. Nếu là dùng lá xanh nơi này luyện chế pháp bào, đại đa số có thể luyện chế ra cấp tiên bảo trở lên. Trận pháp cấm chế trong bích giao cung như tự nhiên mà thành, hòa hợp với môi trường tự nhiên làm một căn bản không thể phát giác. Mỗi chi tiết nhỏ trong cung trang trí của mỗi cành vật đều mơ hồ được giao cho một loại phong cách nhưng lại không mang một tia buồn động và bụi trần, chi sợ là tác phẩm của đại sư. Dương Phạm hơi động dung. Giá trị của toàn phủ đệ này chi sợ còn trân quy hơn luân hồi tinh bảo của hắn gấp 10. Gấp trăm lẫn. Bước trên lá xanh, đạo tự nhiên Dương Phạm lĩnh ngộ kiếp trước lượng lờ bay ra không chút gượng ép. Một dòng chày nhó màu xanh từ dưới chân tràn ra trót vào trong lá xanh thuận theo một đường lưu chuyển một vòng sinh ra cảm giác giao hòa cộng hưởng thân bí rồi sau đó trở về cơ thế của Dương Phạm. Không đến một lát, dòng sinh mệnh mênh mông tạo thành một cây cầu thần kỳ. Không cần cố ý khống chế cũng khiến tất cả cử động của cả bích giao cung hiện lên trong đầu Dương Phạm. Loại thản nhiên thích ý này đã lâu Dương Phạm không cảm nhận được bởi vì đã đứng trên trinh tự đại luân hôi. Không bao lâu. Dương Phạm nhìn thấy Dương Mộng Thanh, nhìn thấp những cung nữ khác, gia đình, ám vệ duy nhất có một người là dương phàm không nhìn thấp đó chính là cửu công chúa chủ nhân của bích giao cung dương phàm ngần ra đột nhiên hiểu ra không khỏi bật cười có chút tự dễu nguyên lai toàn bộ bích lạc tiên cảnh này bao gồm giao trì tiên cảnh phủ đệ ngọc bích đều là kéo dài của lĩnh vực của chủ nhân bích giao cung không hề là một phủ đệ một động phủ mà là một thứ có sinh mệnh vũ tịch không nghĩ tới nàng tháng ở thiên giới đã tìm hiểu tự nhiên đến cảnh giới như thế. Trong lòng Dương Phạm cảm khái vạn phần. Ngay cả Dương Phạm đối với lĩnh ngộ. Hiểu biết đối với tự nhiên cũng kém hơn vân vũ tịch một bậc. Đương nhiên, nếu là lĩnh ngộ về sinh mệnh và luân hồi thì khẳng định Dương Phạm vượt xa vân vũ tịch. Phó thống lĩnh. Đi tới một nơi. Từ một phiến lá xanh trồng rỗng truyền đến một thanh âm nơi này rõ ràng trống trải không có gì lại tồn tại một người. Đó chính là ám vệ. Ám vệ này là một cường giả tu vi đạt tới kim tiên cửu trọng đinh, thực lực so với lâm ngân quán lúc trước chi mạnh hơn chứ không kém. Dương Phạm liếc mắt đào qua hắn một cái, gật gật đầu, chú ý một chút, nếu có bất kỳ tình huống gì thường nào trước tiên liên hệ ta thông qua ám vệ lệnh. Vâng, đại nhân. Thanh âm trống rồng trôi đi, không còn xuất hiện nữa cũng không vội vã đi tìm vân vũ tịch dương phàm ngồi xếp bằng trên một vùng lá xanh nhắm mắt lại bắt đầu tỉnh tu tìm hiểu sinh mệnh linh tính và bồ cục tự nhiên của bích lạc tiên cảnh này khiến dương phàm sinh ra linh cảm mới lẫn nhắm mắt tỉnh tu này của hắn thời gian trôi qua rất nhanh khi hắn mở mắt ra đã qua một ngàn năm mà trong thời gian ngàn năm này trên người dương phạm lại có thể một chút biến hóa nhưng hoàn toàn không thể nói rõ trong không gian mệnh hạch mặt đất sinh cơ dạt dào, những thực vật nhỏ bé kia thậm chí là một đâm nước, một mảnh đất đều có thể một loại thân vận linh tính. Tiểu thế giới của Dương Phạm sinh ra biến hóa nhỏ bé dịu kỳ. Tốc độ điển hóa nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Dưới loại biến hóa này Dương Phạm phát hiện tốc độ cây quẩn sinh của mình trưởng thành cùng nhanh hơn. Mỗi một phiến sinh mệnh lục diệp đều bởi vì biến hóa nhỏ bé dịu kỳ kia mà đi theo một quỹ tích nhanh hơn hoàn toàn mới. Thời gian ngàn năm, Cảnh giới của Dương Phạm không có nhảy vọt về chất nhưng lại được trót thêm sức sống mới, tốc độ tu luyện nhanh hơn vài lần. Lần ngộ đạo này, lợi ích đối với hắn khó có thể tưởng tượng. Trong đôi mắt mở ra của Dương Phạm lưu chuyển một tia linh vận cùng gần sóng xanh. Khi hắn đứng dậy có thể cảm nhận được tiếng động vui mừng của lá xanh bốn phía. Những phiến lá được ban cho linh tính này đang chào hói hắn, cũng biểu lộ hảo cảm hoàn toàn khác với sự lạnh nhạt lúc trước. Ha ha, chào các ngươi. Dương Phạm không nói gì. Thanh âm và thiện ý của hắn từ luân hồi vô hình dung nhập vào trong tự nhiên. Sinh mệnh, tự nhiên, luân hồi, sự vật khác nhau lại sáng sinh liên hệ thần bí diệu kỳ. Đúng vào lúc này. Một người quen thuộc bay đến trên đám lá xanh nơi Dương Phạm, mê mang nhìn quanh. Đây cùng là một vị tiên tử tuyệt mỹ xuất trần, không ngờ lại là Dương Mộng Thanh mà Dương Phạm đã sớm quen biết. Người đang tìm ta sao? biểu tình của Dương Phạm gợn sống không sợi. Dương Mộng Thanh đột nhiên có thể nhìn thấp Dương Phạm, ngẩn ngơ một cách không rõ mới giật mình nói, công chúa mời ngươi đi. Dương Phạm có chút ngạc nhiên vui mừng bất ngờ. Không nghĩ tới ngộ đạo ngàn năm lúc tỉnh lại liền gặp mặt vũ tịch. Đây là một dấu hiệu không tồi. Dương Phạm đi theo phía sau Dương Mộng Thanh. Dọc theo đường đi, cung nữ và gia đình gặp phải đều không nhìn thấp Dương Phạm, đều cung kính chào hỏi Dương Mộng Thanh ra mắt phó tổng quán. Phó tổng quản mạnh khỏe. Địa vị của Dương Mộng Thanh ở nội cung không thấp, ở trong bích giao cung lại càng dưới một người mà trên vạn người. Cũng may mà có nàng nên Dương Phạm mới có thể nhìn thấy vũ tịch nhanh như vậy. Đồng thời cũng may mà có Dương Phạm cho nên Du Mộng Thanh mới có thể có được địa vị cùng thành tựu hiện giờ. Đi vào phủ đệ ngọc bích như mộng ảo, rột cục Dương Phạm lại gặp vân vũ tịch ở trong một lầu các tinh xảo thâm ngát như mùi sen. Trước khi vào đây, hắn tuyệt đối không nghĩ tới khuê phòng của vũ tịch cũng không cao quý rộng rãi như trong tướng tượng. Nhìn cả bích giao cung này, đây chỉ là một lẩu các thuần ban trúc tinh xảo nhìn rất bình thường lơ lửng trên mặt hồ, u tĩnh tự nhiên. Lúc tiến vào lầu cát, cửu công chúa đang vuốt ve thất hương ngọc hồn địch. Đôi mắt đẹp nhìn lên người dương phàm mặc dù có một chút ngượng ngùng nhưng cử chi lại rất tự nhiên. Sau khi mòi dương phàm ngồi xuống, cửu công chúa tự rót cho hắn một chén trà thơm, mùi hương thấm lòng người. Dương Phạm khẽ nhấp một ngụm, ánh mắt thi thoảng nhìn vào mắt cừu công chúa, không khí ngẫu nhiên khẩn trương rồi lại có chút thoải mái tự nhiên. Mờ áp và vui mừng giờ khắc này dường như hóa thành vĩnh hẳn. Ngươi! Làm sao ngươi có thể đế công chúa trực trà cho ngươi, còn thản nhiên hưởng thụ? Trong lòng dư mộng thanh thấp thỏm không yên. Lén trừng mắt nhìn Dương Phạm vài lần. Dương Phạm cười nói tự nhiên, cuối cùng nói, Mộng Thanh, người trước tiên tạm tránh một chút, ta có lời muốn nói cùng công chúa. Dạ. Dư Mộng Thanh trả lời theo bản năng, sau khi tin ra, sợ đến nỗi sắc mặt tái nhật. Dáng vẻ của Dương Phạm giống như là nam chủ nhân của động phủ vậy. Ngươi đi xuống trước đi. Cửu công chúa nói. Thở ra một hơi dài, Dư Mộng Thanh e lờ ơi đi âm thầm liếu lưỡi, cựu công chúa này rốt cục là làm sao vậy, không ngờ săn sóc ân trần với một nam nhân như thế. Đợi cho dư Mộng Thanh rời đi. Dương Phạm vung tay lên, một tầng lực lượng vô hình vô chất bao phủ cả lâu cát. Vô hình trung dường như có một cái bánh xe lớn trấn áp nơi này. Cửu công chúa cảm nhận được huyền bí biến hóa trong đó. Nhìn Dương Phạm thật sâu, luân hồi sao? Huynh rốt cục có còn là Dương Đại ca trước kia hay không? Đúng, cũng không đúng. Sau khi Dương Phàm trả lời, cười nói, vấn đề này hẳn là ta hỏi muội mới đúng. Muội có còn là Vũ Tịch trước kia không? Đôi mắt đẹp của Cửu công chúa chấp chớp, câu trả lời của ta cũng giống như thế, đúng, cũng không đúng. Dương Phàm ngây người. Không thể hiểu ra. Mà Cửu công chúa cũng không thể hiểu ra lời nói của Dương Phàm. Trả lời giống nhau, bí ẩn như nhau. Đúng, cũng không đúng có thể đồng thời trả lời câu hỏi của nhau. Thế gian lại có tình huống trùng hợp diệu kỳ như thế. Có liên quan đến luân hồi, đây là một vấn đề rất khó nói rõ. Nói ngắn gọn, dương kỳ kiếp này cùng với dương phạm kiếp trước cùng là một nhưng lại có thân thế sinh mệnh khác nhau. Cửu công chúa suy nghĩ một hồi, đôi mày thanh tú nhíu lại, trong thời gian ngắn chi lĩnh ngộ bảy tám phản. Vậy ta muốn hỏi dương đại ca một câu, tình yêu của chúng ta ở trong mơ, rốt cục là người nào trong hai người. Trong mắt cửu công chúa có vài phần quan tâm thân thiết. Giờ phút này, Dương Phạm xuất hiện với dung mạo của Dương Kỳ. Trong mơ, Dương Phạm nhướng mày không dây dưa vấn đề này mà hỏi ngược lại, điều này rất trọng yếu sao? Bả kê là Dương KV hay là Dương Phạm, tình yêu giữa chúng ta mãi mãi không thay đổi. Vũ tịch hiểu được, cũng yên tâm rồi. Cửu công chúa cười xinh đẹp, giờ khắc này nàng cũng chỉ là một thiếu nữ bình thường. Tiếp theo, đại ca có thể hói vũ tịch. Được. Dương Phạm hít sâu một hơi, vũ tịch thật sự cho rằng tình yêu của chúng ta ở thế gian chỉ là ở trong mơ. Còn nữa, đại đế có phong ấn hay thay đổi trí nhớ của muội không? Hắn ngừng một lát, lại bổ sung thêm. Cửu công chúa lại cười nói, phụ tháng thương yêu vũ tịch nhất, làm sao đụng đến trí nhớ của muội? Bản thế của vũ tịch chưa từng chân chính sồn hạ giới, gặp mặt ở hàng yên đàm thiên giới mới là lần đầu tiên ta chân chính gặp mặt Dương Đại Ca. Tình yêu giữa chúng ta trước kia đương nhiên là ở trong giấc mơ của vũ tịch. Chương 981, Sáng tạo sinh mệnh Dương Phạm ở lại bích giao cung, xếp bang trên vùng lá xanh yên lặng tĩnh tu tìm hiểu thân thông huyên ảo của điển sinh kỳ. Hiện nay cây quần sinh đã lớn thành cây đại thụ điển dinh cao hơn chục trường. Đại thụ điển sinh có vài phần tráng kiện hai ba người mới có thế ôm xuể, bên trong ấn chứa sinh cơ khổng lồ mênh mông và lực luân hồi không thể chạm đến. Sinh mệnh lục diệp vốn mọc ra trên cây điển sinh đã héo tàn mấp trăm phiến, từ giữa không trung khẽ đông đua theo gió rồi rơi xuống với tốc độ cực kỳ thông thả. Sinh mệnh lục diệp rơi xuống đất chuyển sang màu vàng úa, héo rũ rồi cuối cùng hoàn toàn mục nát. Trong cảm ngộ của Dương Phàm số sinh mệnh lục dịp này đều giống như hóa thần của mình, sau khi chúng nó đi hết một quãng đường sinh mệnh sẽ tử vong rồi luân hồi tân sinh. Cùng lúc sinh mệnh lục dịp vàng úa héo tàn thì trên cây điển sinh cũng sinh ra không ít chồi non. Sinh cơ dỗi dào của sinh mệnh lục dịp sau khi héo tàn sẽ thấm vào mặt đất, nuôi dưỡng ra lực lượng mót, sức sống mới. Loại phương thức luân hồi này tồn tại trên đại thụ điển sinh. Hệ thống luân hồi tự hình thành ở đây suy điển một chuỗi biến hóa của sinh mệnh sinh tử luân hồi. Trong lẫn lực luân hồi, trên cây điển sinh dựng dục ra một cồ lực lượng huyễn bí không thể nắm lấy. Dương Phạm biết nó thuộc về nhân quả. Lực lượng luân hồi, lực lượng nhân quả. Lần đầu tiên Dương Phạm cảm nhận được sự tồn tại của chúng một cách rõ ràng, không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung lại càng không thể chạm đến. Ngoài ra, tiểu thế giới mệnh hạch tự nhiên điển sinh ra vô cùng sinh cơ, trong không gian dựng dục ra vô số huyền ảo. Hiện tại Dương Phàm phải làm chính là thế ngộ đủ loại điển biến và huyền ảo. Khi hắn tập trung tinh thần tới cực hạn, tinh thần ý chí rung động, tốc độ thời gian trong tiêu thế giới mệnh hạch đột nhiên sinh ra biến hóa, nhanh hơn gấp 10, gấp trăm lần. Vô hình trung hắn đã chạm đến loại lực lượng cấm kỵ của thế gian này và vận dụng như nước chảy thành sông. Nhưng sự tìm hiểu, thông suốt đối với thời gian của Dương Phạm thành lập trên cơ sở sinh mệnh, tự nhiên, luân hồi và nhân quả. Đại đạo Ba Nghìn trở về căn nguyên. Tại trình tự và góc độ không giống nhau nhưng Dương Phạm cũng có thể vận chuyển cổ lực lượng này. Trong đầu, tinh thần ý chí rung động tốc độ cao, kéo dài ra từ trong linh hồn tâm ấn, trước tiên là bám vào đại thụ điển sinh, trái qua lốc xoáy luân hồi không ngừng lớn mạnh. Tới một lúc nào đó, cổ ý chí này càng ngày càng mạnh mẽ, dẫn dẫn tràn ngập cả không gian mệnh hạch. Dương Phàm tập trung lĩnh ngộ khiến loại biến hóa này nhanh hơn. Cuối cùng cổ tinh thần ý chí này dẫn dẫn dung hợp khắp không gian, tiếp xúc với nhân quả, thời không vang hồi trở thành chúa tể của tiểu thế giới. Ý chí của Dương Phàm tức là ý chí của toàn bộ tiểu thế giới. Trong lúc này, tinh thần ý chí của hắn vốn nằm trong trạng thái chồi non. Lực lượng cũng đã nhờ vậy mà bành trướng ngàn vạn lần, gần như có thể sánh ngang cùng tiên đê. Tinh thần ý chí của Dương Phạm đã có thế so với huyền tiên nhất trọng, như vậy cho dù hắn không sử dụng lực lượng luân hôi nhân quả cũng có thể so với cấp bậc tiên đế. Hơn nữa cổ tinh thần ý chí này còn đang không ngừng lớn mạnh trưởng thành dưới sự săn sóc của nhiều loại lực lượng cường đại của toàn bộ tiểu thế giới. Dương Phạm phóng đoán, khi mình từ cảnh giới mới vào điển sinh đến điển sinh sơ kỳ, lực lượng của tinh thần ý chí có thể được tăng trưởng gấp trăm lần. Về phần lực lượng của điển sinh trung kỳ và hậu kỳ. Dương Phạm căn bản không thể đánh giá. Nhưng là càng về sau biên độ tăng trưởng thần thông sẽ càng đáng sợ. Trong tiểu thế giới mệnh hạch cũng không biết trải qua thời gian bao lâu. Khí tức sinh mệnh ở nơi này cũng tiến dẫn ban thế giới chân chính. Ý chí của Dương Phạm chướng không hết thảy, lại sinh ra vài phần buồn tẻ. Trong một không gian to lớn sinh cơ bừng bừng như thế lại không có sinh mệnh trí tuệ chân chính nếu không có sinh mệnh, vì sao ta không tự sáng tạo? Lúc ý nghĩ này của Dương Phàm được trỗi dậy, nó lại có vé tự nhiên như thế. Nếu là dĩ vãng trước khi quần sinh, loại thần thông sáng tạo sinh mệnh này được coi là kinh thế hải tục, nghĩ cũng đều không dám nghĩ tới. Nhưng là giờ phút này loại ý nghĩ này lại tự nhiên như vậy, chinh hắn cũng không cám thấp ngạc nhiên. Bá Thẳng hình Dương Phàm hoàn toàn biến mất khói bích giao cung, tiến vào tiểu thế giới mệnh hạch, một tay vung lẻn gỡ xuống một phiền sinh mệnh lục diệp. Trong lúc trầm ngâm, một vùng sóng gọn màu trắng mịt mờ nhộn nhạo trên tay. Sau đó, ở giữa lòng bàn tay hắn hiện ra một lốc xoáy hình tròn, một tia sáng màu xanh mang theo sóng gợn màu trắng mịt mờ nhoáng lên một cái rồi biến mất. Giờ phút này, Dương Phạm rút ra một phần mười tinh thần lực cùng với một phần trăm sinh mệnh tinh nguyên từ trên đại thụ điển sinh, sắc mặt hơi trắng bệch. U ông không bao lâu trên cây điển sinh dân lẻn từng đợt sóng gợn màu xanh sinh mệnh lục diệp và chồi non còn nhỏ chiếu rọi hào quang mông lung lực lượng vô hình của luân hồi và nhân quả từ toàn bộ tiêu thế giới mệnh hạch khẽ rung động rồi trở về yên lặng lòng bản tay dương phàm khẽ run rẩy lốc xoáy hình tròn kia kêu ba một tiếng hoàn toàn biến mất á à mờ cả cây điển sinh rung lên lốc xoáy luân hồi thật lớn mà vô hình phát ra một tràng rít gào cổ chấn động kia sinh ra từ cây điển sinh, toàn bộ thế giới đại luân hội cũng nhấc lên từng đợt gần sóng thật nhỏ. Sau đó, trên một nhánh của cây điển sinh mọc ra một cái kén nhỏ màu xanh. Lúc đầu chi bằng ngón tay cái, sau đó bành trướng với tốc độ thật nhanh. Khi đường kính của chiếc kén màu xanh lớn đến 5 xích, 1 xích 33, 33cm, thì ngừng lại. Hình thái càng thêm ngưng thật, ân chứa một cổ sinh mệnh linh vận và dao động hòn lực tâm thần dương phạm rót vào trong, căn cứ vào đồ án trong đầu yên lặng suy nghĩ và quy hoạch. Từ trước khi sinh mệnh sinh ra hắn đã bắt đầu thôi điển tính toán. Cái loại thôi điển tính toán phức tạp này cho dù với linh hồn và tinh thần ý chí cường đại như vậy của hắn cũng cảm thấp có chút mệt mỏi. Sau khi nghi ngơi một hồi lâu, nguyên khi khôi phục. Dương Phạm bay tới trước chiếc kén màu xanh, nhắm mắt lại, một cổ ý chí chúa tể như thiên đạo khống chế toàn bộ thế giới vô số dao động dâng lên trong thiên địa. Khoảnh khắc tâm thần và ý chí tập trung tới cực điểm, thời gian lưu tộc trong phạm vi một trượng quanh dương phạm đột nhiên nhanh hơn mấy vạn lẫn. Hai phiến sinh mệnh lục diệp bên cạnh hắn héo vàng với tốc độ có thể thấp ban mắt thường, sau đó rời khỏi đại thụ rơi xuống mặt đất. Chiếc kén xanh kia lớn dẫn từng chút, dựng dục một cổ sinh mệnh dao động. Sau đó sinh mệnh dao động càng ngày càng mạnh và sinh ra một chút dấu hiệu sinh mệnh. Sắp thành công rồi trái tim dương phàm đập nhanh hơn. Khi chiếc kén xanh sinh ra dấu hiệu sinh mệnh nói rõ sinh mệnh bên trong đã được dựng dục thành công. Kế tiếp, dương phàm ngồi xếp ban điều tức khôi phục nguyên khí chờ đợi kén xa rí tự động biến hóa. Ở trong không gian mệnh hạch, nguyên khí của hắn được khôi phục trong nháy mắt, nhưng linh hồn tinh nguyên bị tổn thất lại không thể khôi phục được trong thời gian ngắn. Cũng không biết điều tức bao lâu. Dương phàm chậm rãi mở mắt, ni non, không biết sinh mệnh trí tuệ do ta sáng tạo sẽ có khác biệt như thế nào chiếc kén màu xanh trước mắt đã nứt ra một đường một mùi thơm kỳ dị truyền đến dương phàm vung tay áo kén xanh mở ra thêm một bước lộ ra một thân thế tuyệt mỹ trong suốt nhừng như thiên nhiên điêu trác mà thành nữ nhân trước mắt có vóc dáng tuyệt luân tháng thế trần như nhộng da thịt trong suốt như ngọc gân như nửa trong suốt không một tỳ vết ánh sáng mờ lưu chuyển hàng mi công đôi mắt như sao sáng mái tóc dài như hàng liễu rũ đây đã không phải là người mà là một nữ thần nữ thần hoàng mỹ trên thực tế thân thế hoàng mỹ trước mắt này chính là sinh mệnh trí tuệ trong tướng tượng của dương phàm nói cách khác hình dáng bên ngoài của nữ nhất trước mắt là bộ dạng hoàng mỹ nhất trong cảm nhận của dương phàm khi dương phàm nhìn vào nàng tâm thần bị hấp dẫn trong nháy mắt chỉ là trong mắt hắn không có bao nhiêu dục vọng ngược lại là cẩn thận, thưởng thức. Dường như ở trước mắt hắn chỉ là một tác phẩm, đang quan sát cẩn thận như muốn tìm ra tì vết nào đó. Mà sự thật chứng minh, nữ thần được tạo ra này lại không có một tia tì vết không hổ là hình tượng nữ thần trong cảm nhận của Dương Phàm. Sau khi nữ thần mở mắt ra, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Dương Phàm, đầu tiên lộ ra một vẻ mê mang. Sau đó nàng ý thức được cái gì, dùng cánh tay ngọc che những nơi mẫn cảm. Dương Phạm khẽ cười khi hắn sáng tạo sinh mệnh này đã rót vào một ít hạt trí nhớ nguyên thủy. Loại hạt trí nhớ nguyên thủy này tựa như nguyên liệu của một bức tranh, có thể vẽ ra cảnh vật như thế nào, hết thảy đều không biết trước. Dương Phạm đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve thân thế ngọc ngạ như tơ lụa kia, phát hiện thân thế của nữ thản không phải hoàn toàn là thật thê mà như thủy tinh nữa trong suốt. Sinh mệnh này không cần ăn cũng không cần uống, nàng có thể hô hấp linh khí và sinh mệnh khí. Từ khoảnh khắc ra đòi, nàng đã có sinh mệnh lục vượt qua tiên đế, pháp lực thần thông siêu việt tiên quản. Chỉ là pháp lực cùng thần thông của nàng cẩn chậm rãi thức tin. Khoảnh khắc bị dương phạm vuốt ve tháng thế. Nữ thần không có một chút ngượng ngùng, chi hoi mê mang nhìn dương phạm. Có chút khác biệt với sinh mệnh của không gian thất giới, có lẽ sinh mệnh được sáng tạo ra này cũng không phải nhân loại. Trong mắt Dương Phạm không có bất kỳ một tia tham dục. Tinh thuần vô cùng, bình tình phản tích hắn đã khẳng định tuy rằng sáng tạo ra sinh mệnh trí tuệ nhưng theo bản chất tạo thành sinh mệnh không phải là nhân loại nói cách khác đây là dị tộc hơi có điếm khác nhân loại không phải nhân loại vậy là cái gì vừa sinh ra ngươi đã có thực lực và thân thế hoàn mỹ tiếp cận tiên đế tiềm lực càng hơn xa không khác gì thần nếu đã như thế tên của ngươi sẽ là nữ thần Dương Phàm đặt tên cho sinh mệnh được sáng tạo ra đầu tiên này là nữ thần. Nữ thần. Nữ thần gật đầu theo bản năng. Vẻ mẻ mang trong mắt bớt đi vài phần. Giờ khắc này nàng biết mình là ai. Từ hôm nay trở đi. Ngươi thay ta quản lý thế giới này. Dương Phàm phản phó. Dạ. Nữ thần vâng lệnh, sau đó nghi hoặc nhìn Dương Phàm, ta là nữ thần, vậy ngươi hiển nhiên là nàng hỏi tháng phận của Dương Phàm. Ta là người sáng tạo ra ngươi. Dương Phàm hơi trầm ngâm rồi nói tiếp, ngươi có thể gọi ta là phụ thần, tên của ta là Hồng Tồ. Lời nói vừa dứt, Dương Phàm nhắm mắt lại tiếp tục khôi phục linh hồn. Tiểu thế giới lúc này đang ở giai đoạn quá độ trở thành một không gian thế giới hoàn chinh. Đây là thế giới thuộc sở hữu của Dương Phạm, muốn cho nó điển sinh phát triển, cuối cùng thuận theo tự nhiên dương phàm sáng tạo ra sinh mệnh đầu tiên một nữ thần đây là một loại xúc tiến tốt đẹp điển sinh của sinh mệnh cùng không gian hẳn là một quá trình lâu dài trong lòng dương phàm tự có cảm thụ lĩnh ngộ cũng không biết ngồi xếp ban trong không gian mệnh hạch bao lâu tinh thần ý chí của dương phàm lại tăng cường vài lần nguyên khí hoàn toàn khôi phục trở về bích giao cung đứng trên một đám lá xanh dương phàm thoáng tính toán thi đã qua hơn một ngàn năm hắn lấy ám vệ lệnh ra liên hệ với ám vệ trong bích giao cung, hỏi, trong thời gian một ngàn năm nay có gì dị thường không? Báo phó thống lĩnh, hết thảy bình thường. Đám ám vệ tiên Quảng Đinh đều truyền tin tức lại. Dương Phạm yên lòng. Mà lúc này, từ tiên hồng không gian truyền ra một tin tức tốt, luân hồi tinh bảo hoàn toàn hấp thu hòa tan thứ thần cơ hờ lờ cấp bậc phẩm chất được tăng lên một tầng. chương 982, Dương Thần. Dương Phàm nhận được tin vui này, tâm thần ngay lập tức dung nhập tiên hồng không gian. Ở vùng đất sống, một tỏa thành lũy hình bánh xe màu bạc sáng ngời đường kính 2000 trượng hiện ra ở trước mắt, cung điện hình trứng ở trung tâm cải tạo thành hình tròn dẹp, càng thêm phù hợp với thành lũy không lồ. Khác biệt chân chinh không phải là biến hóa về ngoại hình và thế tích. Dương Phàm đứng ở phía trước luân hồi tinh bảo, cảm nhận được một tia áp bách tháng nhiên, từng luồng hàng khí lạnh băng từ chất liệu của luân hồi tinh bảo truyền ra. Cổ khí tức này giống như băng tinh thần kiểm của Lam băng tiên đe. Khí tức đến từ chính kiện thứ thần khí kia. Dương Phạm hiếp mắt lại phát hiện chất liệu bể ngoài của luân hồi tinh bào mơ hồ có một tia trong suốt, bởi vì hào quang không lộ cho nên không dễ phát hiện. Đặng thi giao khẽ vuốt tóc, mỉm cười giới thiệu, những năm gần đây hòa tan thứ tháng khí và rất nhiều tài liệu đã thành công nâng cao luân hồi tinh bảo lên một tầng. Giờ phút này thế tích của nó mới rộng gấp đôi. Có thể chứa hơn một ngàn người tu luyện sinh sống. Bản thân tinh bảo có thể thản thòng băng phong, nhiệt độ thấp tuyệt đối dưới tình huống nguy ngập, có thể làm cho cả tinh bảo được bao phủ bởi băng phong giáp, lực phòng ngự tăng lên rất lớn cho dù là tiên đế bình thường cũng rất khó công phá trong thời gian ngắn. Thiên tượng đại sư mặt mày hớn hớn thò tay khẽ vuốt lên chất liệu mát lạnh tỏa ánh hào quang ở mặt ngoài của luân hôi tinh bảo trong mắt tràn ngập cảm tình đặc thù khuôn mặt trạng ngòi sau khi tình nguyên lô hòa tan thứ thần khí chẳng những hòa tan tài liệu của nó mà còn hấp thu một số thân thông và thuộc tính của thứ tháng khí đây là ngạc nhiên vui mừng ra ngoài dự đoán trước của chúng ta dương phàm trong khi cao hứng cùng dậy niềm hứng khởi muốn kiểm tra một chút tiến vào trong tầng tinh hạch đây là nơi trung tâm then chốt nhất của cả tinh bảo, tinh nguyên lò ở chính giữa. Sau khi trải qua thăng cấp mở rộng, bình thường cấm đi vào tinh hạch nội tầng. Tinh hạch ngoại tầng cũng là nơi trung tâm chắc chắn nhất, nơi này cũng là nơi quan trọng của tinh báo, hết sức an toàn. Trên dưới tầng tinh hạch đều có hai tầng, không gian lớn hơn nhiều so với trước kia. Nói cách khác, cả tinh điện tổng cộng 5 tầng bao gồm cả tầng tinh hạch. Tinh điện là tên của cung điện trung tâm nhất của tinh bảo do Đặng Thi Giao đặt, được toàn thế mọi người đồng về. Dưới sự chi dẫn của Đặng Thi Giao, Dương Phạm khống chế cơ quan cấm chế của tinh hạch nội tầng. Ổng. Ti ti ti. Toàn bộ luân hồi tinh bảo khẽ rung lên một tiếng, bén ngoài sáng bóng như tuyết và có thểm vài phần trong suốt như lưu ly. Từ xa nhìn lại giống như một khối thủy tinh. Sau đó, ánh sáng lam băng lóe lên khí đông lạnh phát ra đông cứng linh hồn, mặt ngoài của toàn bộ luân hồi tinh bảo đột nhiên được bao phủ bởi một tầng băng giáp màu lam dày nửa xích. Không tệ. Lực phòng ngự tăng lên đến vài lần. Dương Phạm có thể tính ra được sau khi phẩm chất cấp bậc của luân hồi tinh bảo được tăng lên. Lại thêm tuyệt đối băng phong giáp, lực phòng ngự cường đại vượt qua tướng tượng. Sau đó hắn lại thử thông khác của luân hồi tinh bảo như làm băng phong ba. Đây là một thần thông phạm vi lớn, thông qua thiên dực bàn xoay tròn sinh ra làm băng hàng phong dạng lốc xoáy khắp trời, thôi quét phạm vi trăm vạn dặm, có thể đóng băng một vùng không gian. Đương nhiên loại thần thông phạm vi lớn này sẽ tiêu hao cực lớn nguồn năng lượng trung tâm của luân hỏi tinh bảo. Chứng kiến luân hồi tinh bảo thăng cấp thành công. Dương Phạm hết sức vừa lòng. Đặng thi giao cùng thiên tượng đại sư bắt đầu nghi ngơi và chuẩn bị thiết kế phương pháp thăng cấp bước tiếp theo. Dương Phạm nhìn lúng đồng tiền trên khuôn mặt hạnh phúc của ái thê đặng thi giao. Đột nhiên cảm thấp nên nói chuyện của vũ tịch với nàng. Lúc trước khi còn ở phạm giới, ván vũ tịch từng khích lệ Dương Phạm đi tìm đặng thi giao cuộc cường. Nhưng sau khi tìm được thi giao, vũ tịch tiến vào thiên lang điện rồi khói phạm giới. Sau khi đặng thi giao biết được việc này, xin lòng khâm phục nàng và một mực duy trì Dương Phạm đi thiên giới tìm vũ tịch. Vừa chuẩn bị nói với đặng thi giao, tâm thần dương phạm khẽ động, thân hình biến mất khói tiên hồng không gian. Dương mộng thanh đang đứng ở cạnh hắn, cười tủng tim nói, cửu công chúa muốn gặp ngươi. Dương phạm suy nghĩ một chút, bởi vì minh tu luyện nên đã hơn một ngàn năm không gặp vũ tịch. Hắn vào phủ đệ ngọc bích, tới khuê phòng của vân vũ tịch. Trong lúc này, Dương phạm vẫn ấn dấu thân hình. Tiến vào gian phòng trúc tinh xảo, Dương phạm gặp lại cửu công chúa. Hai người nhìn nhau đắm đuổi, ông chặt cùng một chồ trong mắt vân vũ tịch lộ vẻ mông lung khuôn mặt áp vào ngực hắn khẽ khóc dương đại ca ngàn năm nay vũ tịch luôn nhớ đến đại ca dương phàm nghe xong thấy hơi hổ thẹn thật lâu sau dương phàm buông nàng ra Đế nghị vũ tịch nàng có băng lòng đi gặp thê tử và người nhà của ta không được muội cũng muốn gặp thi giao muội vân vũ tịch cũng không từ chối Mùi không nên chống cự ta lập tức đua muội đi gặp nàng. Dương Phạm nắm tay Vân Vũ Tịch. Khoảnh khắc tiếp theo, thẳng hình hai người hiện ra ở vùng đất sống. Khác nhau chính là Vân Vũ Tịch dùng bán tôn tiến vào mà Dương Phạm chỉ là ánh thân. Dung mạo tuyệt lệ cùng khí chất siêu phàm của cửu công chúa rất nhanh gây nên sự chú ý của đám người thiên tượng. Mấy vị đệ tử của thiên tượng đều ngừng hô hấp, ngay ra như tượng gồ. Đặng thi giao ngẩn ra. Rất nhanh nhận ra vân vũ tịch lộ vẻ ngạc nhiên vui mừng, ngươi là Vũ. Vũ tịch tỷ. Lúc trước ở nội hải phàm giới, Đặng Thi Giao tấn chức hóa thần kỳ bị hai đại tông sư Dương Phạm và Thiên Thu Vô Ngân liên thủ áp chế. Được vân vũ tịch khuyên giải rốt cục từ bó chấp nhất và cuộc cường. Mà ảo nghĩa của thái thượng vong tình quyết của nàng cùng bói vậy mà nghịch chuyển, lâm vào tuyệt cảnh. Mặc dù Dương Phạm cùng vân vũ tịch liên thủ giải cứu cũng không thể làm gì được, đành phải tạm thời đóng băng đợi đến khi Dương Phạm giải quyết nguy cơ do u ảnh ma chủ gây ra ở nội hải rời trở về Bắc Tần dùng phương pháp song tu tinh thần cứu được Thi Giao thì Vũ Tịch đã sớm đi mất ở trong Thiên Lang Điện trí nhớ ngày trước hiện lên trong lòng mấp người Dương Phạm có được trí nhớ đầy đủ nhất sự non nớt và vô tri thời niên thiếu tình yêu say đắm khắc cốt minh tâm từng trái phản phất như một giấc mơ ngoáng một cái mười mấy vạn năm trôi qua ba người rốt cục bình yên vô sự đứng chung một chỗ. Dương Phạm, Vũ Tịch, Thi Giao. Ba người đứng cùng một chỗ. Trầm mặt hồi lâu sau mỉm cười hạnh phúc. Giờ khắc này Dương Phạm cảm thấy đời người tuyệt với như thế. Chia ly và đoàn tụ, nhất là khoảnh khắc đoàn tụ cuối cùng. Thi Giao mùi mùi, hiện nay mùi đã là thê tử chính thức trên danh nghĩa của Dương Đại Ca, có đê bụng Vũ Tịch chen vào hay không? Nếu không muốn, Vũ Tịch từ giờ chỉ là hồng nhan tri kỷ của Dương Đại Ca. Trong mắt Vân Vũ Tịch lộ ra thẳng thắn thành khẩn. Lời nói này nói ra từ miệng nàng lại như nước chảy mây trôi, tự nhiên như vậy. Dương Phàm vừa nghe xong tức thì có chút khẩn trương. Hắn có thể cảm giác được Vũ Tịch nói rất nghiêm túc. Chỉ cần Đặng Thi Giao nói một tiếng không, cho dù Vũ Tịch vẫn yêu hắn như cũ. Nhưng từ giờ trở đi sẽ không ở cùng một chỗ với mình. Vũ Tịch tỉ sao nói lời ớt đặng thi giao cười khổ nói trước khi muội thành thân cùng tướng công tỷ đã là sông tu đạo lữ với tướng công rồi sông tu đạo lữ thật ra không giả lúc dương phàm cùng vũ tịch ở nhân giới có quan hệ phu thê trên danh nghĩa chỉ là không thật sự thành vợ chồng và không tổ chức hôn lễ không bao lâu hai nàng nắm tay thân mật khăng khít trong lúc này dương phàm quan sát dao động tâm tình của đặng thi giao âm thầm thớ dài, thi giao. Mùi khổ tâm rồi. Nguyên lai trong cảm quan đại luân hồi, Dương Phạm có thể cảm nhận được tuy rằng đặng thi giao không cự tuyệt sự gia nhập của vũ tịch nhưng trong lòng vẫn có một phân khúc mắt. Nàng cùng Dương Phạm kết làm vợ chồng nhiều năm như vậy, hiện tại lại có thể một vị tiên tử tuyệt sắc chia sẻ cám tình với người âu yếm của mình. Đôi là bất ca vê kẻ nào cũng không hoàn toàn nguyện vê chỉ là tình yêu của thi giao đối với Dương Phạm đã vượt qua quan niệm tình yêu bình thường. Nàng biết rất rõ nếu mình phản đối tướng công sẽ không vui, vì cửu công chúa gần như hoàng mỹ kia cũng đau lòng muốn chết. Còn nữa, Vũ Tịch cùng Dương Phạm vốn đã yêu nhau từ rất sớm, mà lại còn tâm địa thiện lương cổ Vũ Dương Phạm tìm kiếm giải cứu thi giao. Lúc ở nội hải, Vũ Tịch lại đồng tâm hiệp lực với Dương Phạm cứu thi giao, giữa hai người chỉ có hào cảm lẫn nhau mà không có địch ý cũng bởi vì đủ loại nguyễn nhân này, hai nàng mới có thể hòa thuận ở chung. Dương Phạm cảm động sâu sắc, tình yêu thế gian là vĩ đại như thế. Hắn may mắn mình có thể có hai vị kỳ nữ quan tâm như vậy. Không bao lâu. Dương Phạm đưa Vũ Tịch vào Thiên lang Tiên Phủ. Chúng thản hữu đều cùng gặp mặt Vân Vũ Tịch. Bầu không khí trong Thiên lang Tiên Phủ đầy vui mừng hân hoan. Phụ thản Dương Thiên Tượng là mặt mày hớn hớ. Tự hào vì con thản hữu khác chưa từng gặp vũ tịch thì đều có một loại kinh diễm kinh ngạc vì vẻ đẹp như mất hồn mất vía đương nhiên trong phần đông thân hữu cũng có cá biệt một số người trong lòng âm thầm không vui dương thần đây là một vị nương thân khác mà con chưa từng gặp mặt đặng thi giao nói với dương thần đang có vẻ mặt khác thường con trước mắt bao người khuôn mặt anh tuấn của dương thần đó lên có vài phần tức giận cũng không dám nhìn cửu công chúa nhiều hơn một chút hư Dương thần phất tay áo rời đi. Đứa nhó này. Đặng thi giao đuôi theo. Dương phàm cũng không đế bụng, cười nói với vũ tịch, làm mùi chê cười rồi, đứa nhó này của ta vẫn do thi giao chiếu cố, bị nuông chịu sinh hư mất rồi. Đại đa số thời gian của hắn đều là tu luyện và tìm hiểu, thời gian giao lưu với con cũng không nhiều. Vân vũ tịch có chút không yên. Cười gượng, tư chất đứa nhó này không tồi, đã tu luyện đến kim tiên cửu trọng đại viên mãn ở một con sông gần Thiên Lang Tiên Phủ. Đặng Thi Giao tìm được con trai Dương Thần, thân nhi, con không nén như vậy. Màu thẳng. Người quá nhân từ. Làm sao có thế đế phụ Thản nạp thiếp bên ngoài? Dương Thần nổi giận đùng đùng nói. Không phải nạp thiếp, nàng vốn là thê tử của phụ thân ngươi. Đặng Thi Giao mỉm cười an úi, ngươi không gọi nàng thì thôi, mẫu thân có thể hiu được, mọi người cũng hiểu nhưng sau này không nên làm như vậy cho mọi người cười chê. Ngươi làm như vậy sẽ làm hóng sự hòa thuận trong gia đình. Gia đình hòa thuận. Phụ thân một vạn năm mới tới nhìn ta mấp lần. Cho tới bây giờ hắn chưa từng coi trọng đứa con này. Dương thần cười lạnh nói. Về phản nể mặt, hắn cũng không dám. Lần đầu tiên nhìn thấp vị cửu công chúa do phụ thân mang về, hắn cũng kinh diễm khó có thể kiềm chế thế gian lại có nữ nhân hoàng mỹ như thế lúc ấy trong lòng hắn có chút không vui cũng không dám nhìn thẳng vị cửu công chúa kia tức giận phất tay áo bó đi phụ thân ngươi có nồi khổ sứ mệnh hắn phải gánh vác vượt qua sự tưởng tượng của ngươi đặng thi giao cũng không biết trấn an con trai như thế nào bởi vì sự quan tâm của tướng công đối với hắn quả thật không nhiều hiện nay con đã tu luyện đến kim tiên cửu trọng chỉ cần có thế đạt tới tiên đe. Có thế sánh ngang với phụ thân. Đến lúc đó. Xem hắn còn dám xem thường ta, còn dám ức hiếp mẫu tháng nữa hay không? Dương thần siết chặt nắm tay, cắn răng oán hận nói. Đặng thi giao nghe vậy lệ đẫm tràn mi, ông con vào lòng. Mặc dù nàng muốn nói, trình tự tiên đế gian nan cỡ nào, cho dù đạt tới cấp bậc tiên đế. Muốn đuôi theo phụ thản cũng là cơ hội xa xôi vời vọi. Thiên phú của đứa con này là tốt nhất trong số tất cả thản hữu của Dương Phạm, điểu này khiến Đặng Thi Giao vui mừng. Con còn muốn rời khỏi nơi này. Rời khỏi nơi quái quỷ này đi thế giới phấn khích bên ngoài. Dương thần thấp giọng rít gào, trong lòng thầm nhủ, phụ thân có mẫu thản còn theo đuôi nữ nhân khác, ngày sau ta nhất định phái vượt qua hắn, chỉ cần có thực lực ta cũng có thể có được nữ nhân tuyệt MV nhất. chương 983, bại lộ. Dương Phàm cùng Vũ Tịch ở lại Thiên Lang Tiên Phủ không được bao lâu thì con trai Dương Thân chủ động tìm tới, sắc mặt lãnh đạm. Cái gì? Người muốn rời khỏi nơi này? Dương Phàm nhướng mày, mặc dù không biểu hiện cảm xúc gì nhưng lại khiến mọi người ở đây cảm thấp áp lực không hiểu. Con ở địa phương quy quái này đã mười mấy vạn năm, càng không muốn ở lại đây cả đời, con muốn kiến thức thế giới phấn khích bên ngoài một chút. Dương thần ngẩng đầu, dùng cảm nhìn thẳng vào mắt phụ thân. Diện tích vùng đất sống rộng lớn như vậy. Càng ngày càng phồn hoa. Nơi này sao không phải là một thế giới? Người chưa bao giờ đi ngoại giới, sao biết sự hung hiểm của thế giới bên ngoài? Dương Phạm nói lời thấm thìa, ở nơi này dù ngươi phạm lỗi lớn đến đâu cha mẹ cũng có thể che chớ ngươi. Nếu như đi ngoại giới, chính vì con chưa từng đi ngoại giới mối muốn đi ra mớ mang tẩm mắt, nếu như ở vùng đất sống thêm một năm, con cũng không cam lòng. Giọng điệu Dương thần quá quyết mà kiên định. Dương phàm trầm mặt, chim vào suy tư ngắn ngủi. Hiện nay tuy hắn mới vào điển sinh kỳ. Thực lực đủ tung hoành thất giới nhưng dù sao không phải chân chính bể nghệ vô địch. Có thể đoán trước, muốn ở cùng một chỗ với vũ tịch nhất định gặp phải lực càng lớn lao càng có đầy tính khiêu chiến là hoàn thành di nguyện của vô song. Phụ thân cũng biết, người trẻ tuổi ở trong cái thế giới nho nhó này muốn xông pha ngoại giới cũng không chỉ một mình con. Rất nhiều thúc bá thế hệ trước cũng muốn ra ngoài giải sâu. Giọng điệu dương thần dịu đi một chút. Hắn hiểu được việc này không thể cứng rắn với phụ thân. Phụ tháng chính là chúa tể vô thường ở vùng đất sống này. Không ai có thể làm trái ý chí. Duy nhất có thể làm là dùng tình đế thoái phục quá nhiên Dương Phạm nghe vậy sắc mặt khẽ biến, dường như có vài phần ấy nấy. Mặc dù ở bên ngoài hắn không có lo lắng sau lưng, nhưng chúng thản hữu bao gồm đời sau của bọn họ lại bị trói buộc trong thế giới nhỏ này. Mặc dù thế giới nhỏ này cũng không nhỏ, nhưng cũng đủ để áp chế sự hấp dẫn của ngoại giới cùng tồn tại phấn khích hung hiểm. Phạm Nhi, phụ thân Dương Thiên cũng tới cạnh từ khi nào không biết? Phụ Thản, người cũng muốn đứng ra thuyết phục con sao? Dương Phạm nhìn phi Dương Thiên. Dương Thiên ở Thiên Lang Tiên Phủ sống tiêu diêu tự tại, ông không chỉ mang theo Phượng Hy mà còn có Hà Nguyệt Thánh Nữ làm thị thiếp. Tại vùng đất sống này, người duy nhất dám nghi ngờ chất vấn Dương Phạm chính là Dương Thiên. Hai từ. Ngươi phải sớm giải quyết ân oán ngoại giới, ngoài thời gian tu luyện ngươi còn phải quan tâm đến sự trường thành của đời sau. Dương Thiên nặng nề thở dài rồi rời đi. Nhìn theo phụ thản rời đi, Dương Phạm khép hờ đôi mắt đánh giá con trai vài lần, không nghĩ tới tiểu tử này lại có thể thuyết phục phụ thân ra mặt. Xem ra quan hệ giữa hai ông cháu này không tẩm thường. Nên biết rằng ngày trước phụ thản hắn vẫn suy nghĩ ở góc độ của hắn. Tuy nhiên tự hỏi lòng mình Dương Phạm cũng ý thức được không quan tâm yêu thương nhiều đối với sự trưởng thành của con trai. Cho tới nay, Đại Đạo Tiên Hồng là mục tiêu cuối cùng hắn theo đuổi. Về phần đời sau, chi vén vẹn 20 năm là bọn họ trưởng thành. Mà sau khi chứng quá thành tiên có được tuổi thọ gần như vô hạn, dường như cũng không cần hắn chịu cổ thêm vào. Nếu phụ thân không cho phép, hài nhi cũng không miễn cưỡng. Nhưng hờ vờ vọng phụ thân đáp ứng một chuyện. Hả? Dương Phạm có chút hứng thú. Hắn ý thức được đứa con này chẳng những tư chất khoái mạch siêu tuyệt mà trí tuệ cũng không tẩm thương. Nếu phụ thản không cho phép chúng ta rời đi. Như vậy người có thể làm được, vĩnh viễn ở lại nơi này, sống cùng mẫu thân hiếu kính trướng bối, ngôi hường tuổi thọ. Dương thần dùng giọng điệu hỏi ngược lại. Hắn nói rất uyển chuyển, kỳ thật dốc hết bất mãn trong lòng. Ngươi không cho phép chúng ta rời đi, vậy ngươi có làm được không? Ngươi có thể an phận ở nơi này? Vượt qua thời gian vô hạn mà bình tháng hay không? Nếu ngay cả ngươi đều không làm được, có tư cách gì yêu cầu người khác? Ha ha ha! Dương Phàm cười dài một tiếng, trên lòng bàn tay hiện lẻn 10 quả ngọc phù. Đặng Thi Giao vẫn trầm mặt nhìn thấy ngọc phù trên tay tướng công không khỏi lộ vẻ vui mừng. Nhưng người mong muốn đây là 10 danh ngạch, mỗi ngàn năm thay phiên một lẫn. Dương Phàm vung tay, giao 10 quả ngọc phù cho Đặng Thi Giao, việc này do muội quản lý. Ba ngày sau đưa luân hồi tinh bào ra ngoài. Tướng công sáng suốt. Trong lòng Đặng Thi Giao thớ vào nhẹ nhõm đón lấp 10 quả ngọc phù tuy nhiên ta có hai quy định. Thứ nhất, mỗi người rời đi chuyến này nhất định, phải tùy thản mang theo ngọc phù này, gặp phái nguy cơ không thể hóa giải có thể bóp nát. Thứ hai, ra ngoài du lịch không được rời xa luân hồi tinh bào quá trăm ức dặm, thời gian rời đi không vượt quá ba năm. Nếu như vi phạm hai quy định này, lập tức hủy bỏ tu cách danh ngạch. Hai nhiên nguyện ý. Trong lòng Dương Tháng vui mừng như điên. Có thể đi thế giới bên ngoài một chút hắn đã thỏa mãn vô cùng những quy định nhó ấy tự nhiên không tính là gì. Đợi cho dương thần rời đi. Trong mắt đặng thi giao lộ vẻ nhu tình, tướng công hao phí tâm tư. Dương phàm ông nàng vào lòng, một tay khác ông lấy vũ tịch. Trong mắt hai nàng đầy ấm áp hạnh phúc. Giờ khắc này Dương Phạm cảm giác mình may mắn như thế, giống như con cung của trời. Ba ngày sau, Dương Phạm đua luân hồi tinh bảo ra ngoài, do thiên tượng đại sư cùng thi giao chung tay quản lý những người còn lại nhu điệp liên. Tuệ tâm Dương lỗi, dương thần, lâm chung bước vào hành trình ở thiên giới. Trước khi đi, Dương Phạm nói với Đặng Thi Giao, phương hướng du lịch đầu tiên là Tra Châu. Vân Thiên Đại Lục Đặng Thi Giao mỉm cười gật đầu hiểu được dụng ý của Dương Phạm. Luân hồi tinh bảo hóa thành một đường công màu bạc sáng ngòi lóe lên rồi biến mất, trong chớp mắt vượt qua khoảng cách trăm vạn dặm. Trong lòng Dương Phạm cũng khoay khóa, trong mắt tràn ngập ý cười. Vân Vũ tịch trút vào trong ngực hắn, sau kín nói, nhiều năm nhựa không gặp đứa nhỏ của Dương Đại Ca đã trướng thành nhựa rồi. Dương phàm nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ không tì vết của nàng ở gần sát, cười xấu xa, Vũ tịch, không băng chúng ta cũng sinh một đứa. Huynh Lưu Manh Khuôn mặt Vũ tịch uống đó nhu muốn nhỏ máu, xoay người chạy nhu bay. Này Điều này có gì không được, chờ một chút. Dương Phạm chơi đùa với vũ tịch một hồi rồi rồi tiên hồng không gian trớ lại bích giao cung. Trong lòng hắn kỳ thật suy nghĩ xấu xa, nếu như thừa cơ sớm làm ra chuyện gạo nấu thành công. Đê vũ tịch mang thai vậy đại đế, phù lâm tiên đế, còn thức long hoàng lại làm sao chứ? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, làm vậy thật có lỗi với vũ tịch. Nghĩ đến thản phận cửu công chúa cao quy ở thiên giới lại làm ra chuyện như vậy. Đến lúc đó truyền khắp thất giới, trinh tiết danh nghĩa mất hết, vũ tịch còn mặt mũi nào gặp người. Vũ tịch. Ta nhất định phải lấy mùi một cách quang minh chinh đại, vinh quang rực rỡ. Càng muốn cho bá chú các phương thất giới phải đến chúc mừng. Dương Phạm Thẩm quyết định một mục tiêu cho mình. Độ khó của mục tiêu này không thoa di hoàn thành di nguyện của vô song. Chỉ cần có thể làm được một mục tiêu, mục tiêu còn lại nhất định có thể hoàn thành. Nói cách khác, dương phàm chỉ còn lại một mục tiêu cẩn nồ lực gia tăng thực lục trở về bích giao cung cuộc sống của dương phàm khoái hoạt mà nhàn nhã lúc thì đi tuần tra chung quanh lúc thì đi khỏe phòng của cửu công chúa hai người yêu nhau triến miên càng ngày càng ngọt ngào dương mộng thanh chứng kiến tình hình này trong mắt thi thoảng có vẻ lo âu giấy không thể gói được lửa gặp gỡ bí mật giữa dương phàm và cửu công chúa cuối cùng không thể giấu được người trong nội cung rất nhiều tai mắt không chỉ có mồi tổ chức ám vệ. Cho dù Dương Phạm tương đối cẩn thận, gần như hầu hết thời gian đều ở trạng thái ấn nấp nhưng vẫn không thể giấu giếm lâu dài. Nháy mắt ngàn năm trôi qua, danh ngạch ra ngoài trên luân hồi tinh bảo lại thay đổi một lần. Dương thần ý đo vị tẩn, cho chua đa, trở về tiên hồng không gian chờ đợi lần sau ra ngoài, cũng đề nghị mẫu thản gia tăng danh ngạch ra ngoài dù sao không gian của luân hồi tinh bảo rất lớn, có thể chứa hơn một ngàn người. Một ngày, Dương Phạm vừa mới ở cùng vũ tịch một hồi từ khỏe phòng đi ra. Bá. Một cái bóng màu đen nhạt như hư vô xuất hiện ở trước mặt Dương Phạm, một cổ hàng ý lạnh băng thấu xương sông thẳng linh hồn. Người tới chính là AM Quy Phó Thống lĩnh AM Vệ Bộ. AM Kỳ. Đại nhân triệu ngươi qua. Ám Quy lộ ra biểu tình vui sướng khi người gặp họa. Ám Kỳ Chinh là tên của Dương Phạm tại Ám Vệ Bộ. Được, ta qua liền dương phàm gật gật đầu theo ám quỷ cùng rời khỏi bích giao cung dọc theo đường đi dương phàm dò hỏi ám thiên đại nhân tìm ta có chuyện gì chật chật lá gan của ám kỳ ngươi không nhó a à, dám có ý đồ với chủ nhân nếu đại đế trở về ngươi còn giữ được mạng sao ám quy âm dương quái khí nói dương phàm nghe vậy trong lòng hơi rung động hắn cũng sớm đoán được mình bí mật gặp vũ tịch không có khả năng vĩnh viễn che giấu được người ngoài. Thấy sắc mặt Dương Phàm bình tĩnh, ám quy cười quỷ dị, ngay cả cửu công chúa ngươi đều có thể đến gần, thật làm người ta ao ước nếu tin tức này được chuyển ra ngoài, không biết ngươi còn có thế sống trên đời bao lâu. Nói tới đây, ngay cả ám quỷ đều lộ ra vài phần ghen tị. Trước mắt có bao nhiêu người biết bí mật này? Dương Phạm hỏi. Đương nhiên là số ít chẳng qua có một người khẳng định sẽ biết bởi vì quan hệ của hắn với ám thiên đại nhân không tâm thường ám quy nói tới đây đột nhiên ý thức được cái gì lập tức ngậm miệng sắc mặt tái nhật sau hai canh giờ ám quy đua dương phàm vào trong một mật điện ngẫm dung nhập trong giá sơn mật điện hắc ám âm trầm ở cửa có hai pho tượng bạch cốt làm cho người ta không khỏi sờn tóc gáy dương Phạm nhàn nhã tự nhiên không chút biểu tình chậm rãi bước vào mật điện trên ngai vàng hát kim ở vị trí cao nhất trong mật điện u ám có một người ngồi ngay ngắn, nhìn không rõ dung mạo chi có thể mơ hô nhìn thấp đường nét. Người lui xuống đi. Thanh âm lạnh băng âm trầm phát ra từ nam nhân ngồi trong bóng tối. Dạ. Đại nhân. Thẳng hình ám quy nang động hóa thành hư vô biến mất. Ám kỳ ra mắt tổng thống lĩnh. Dương phàm bộ dạng tự nhiên hơi thi lễ. Ám kỳ ngươi có biết bổn tọa tìm ngươi có chuyện gì không? Thanh âm lạnh băng hờ hững quanh quẩn hư không? Có liên quan với cửu công chúa? Dương Phạm nói với giọng điệu dò hỏi. Ngươi còn có thể giữ được thản nhiên và bình tĩnh, là không biết hay là không sợ? Dường như ám thiên thần bí khó lường kia có vài phần trào phúng. Vừa là không biết vừa là không sợ. Dương Phạm ôn hòa nhã nhặn nói, xin đại nhân chi đêm. Ha ha ha. Ngươi dám nói chuyện với bổn tọa bằng thái độ giọng điệu như vậy, nếu không nê mặt du vân tiên đế. Ngươi đã sớm bị phạt. Trong đại điện u ám, thiên địa thời không dường như dừng lại trong khoảnh khắc, cổ áp lực đó gần như có thể khiến người học máu mà chết. Việc này có quan hệ gì với du vân tiên đế? Dương Phàm có chút cổ quái. Bổn tọa báo cho ngươi một câu. Lúc đại đế trở về chinh là lúc ác mộng của ngươi bắt đầu, không phải mỗi người ở không gian thất giới này đều có tư cách theo đuôi cửu công chúa. Thanh âm lạnh băng của ám thiên có vài phần ra lệnh. Dương Phàm trầm mặt hồi lâu. Dường như đang nghiền ngẫm lời hắn nói, sau đó tươi cười nói, đây là việc tư của thuộc hạ. Không quan hệ gì đến chức quyển. Ám thiên đại nhân, việc này xuất xứ từ lòng tốt của ban hữu hay là dùng quyển mưu đồ việc riêng lời nói còn chua dứt, không gian trong đại điện u ám nháy mắt đóng băng, Dương Phạm cũng bị thời không ngưng kết, ngươi, muốn chết.